Kỳ rồi tôi nói đến cái đề tài, tôi định nghe cái chữ mạt pháp, chữ mạt pháp thì tôi nhắc lại cái nội dung sơ sơ. Cái mạt pháp đây có nghĩa là cái thời kỳ mà chánh pháp không có còn được biết tới, chứ còn cái giá trị chánh pháp thì là muôn thuở. Cái mạt pháp đây nó không có nghĩa là demode, để mất đi ngoài đời, ví dụ như cái đó nó không còn là phát sanh nữa, nó không còn giá trị nữa. Ở đây không phải, ở đây là nó bị lãng quên, nó bị lãng quên. Như chúng ta cũng được biết rằng đó là có rất là nhiều cái nền văn minh của nhân loại có một thời kỳ nó rất là rực rỡ, rồi sau đó nó vì cái lý do thiên tai hay là nhân họa rồi nó biến mất, bị xóa sổ. Chẳng hạn như nền văn minh của Nam Mỹ, của Aztec, hoặc là của người Inca, thì khi người Tây Ban Nha họ qua đó là coi như là họ đào xới tất cả, bới tung, đào xới tất cả để họ tìm vàng. Và một mặt thì họ giết mấy cái người tài, một mặt thì họ đốt hủy tiêu, đốt bỏ tiêu hủy tất cả những cái tài liệu sách vở chữ nghĩa văn bản mà của người người Nam Mỹ đó. Thì cái nền văn minh nhân loại nó bị xóa sổ, nhưng mà những cái giá trị cái đó sau này được người ta tìm lại thì cũng nguyên vẹn mất. Thì mạt pháp là như vậy, nhớ nha. Thì cái thời gian mà tồn tại của một giáo pháp Đức Phật á, Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, thì thời gian nó tồn tại qua ba cái thời kỳ. Thời kỳ một á, là cái thời kỳ chánh pháp, là cái thời kỳ người ta nói về niềm tin ấy, người ta tin chắc những điều người ta thấy và người ta thấy rõ những điều người ta tin, tin chắc những điều mà người ta thấy và thấy rõ những điều người ta tin. Cho nên người thời xưa đó, thời Đức Phật, thời gọi là giai đoạn chánh pháp, cái người dám chết vì đạo là chuyện rất là bình thường. Một người cư sĩ vì hộ pháp mà bỏ mạng là chuyện rất bình thường. Một vị tăng mà vì hành đạo mà bỏ mạng là chuyện bình thường. Còn ngày nay thì không, khi mà tăng mà không có người dám bỏ mạng để hành đạo thì cư sĩ làm gì có cái người mà dám bỏ mạng để hộ pháp. Hai cái này nó cộng lại nó thành ra mạt pháp như vậy hết nha. Thì cái thời gian mà tồn tại của giáo pháp nó được diễn ra trong ba thời kỳ. Thời kỳ một có gọi là thời kỳ sắc thâm mát, thời kỳ hai gọi là thời kỳ một tôi giải thích rồi đó. Người ta hiểu rõ những điều ta tin và ta tin chắc cái điều người ta hiểu. Thì và cái chuyện mà chứng ngộ thời đó là chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, không có vấn đề. Giai đoạn 2 gọi là giai đoạn tượng pháp, gọi là Patirupaka. Patirupaka. Tượng pháp thì có nghĩa là nó tương tự. Tượng đây là giống như mường tượng vậy đó. Tượng đây là tương tự, nó tương tự thôi. Nó tương tự, cho nên là sắp thăm mắt Patirupaka, có nghĩa là giai đoạn tượng pháp, có nghĩa là nó chỉ tương tự thôi, có nghĩa là thấy chữ tăng cũng y giáo trang nghiêm, rồi cũng học họ hành tam tạng thuyết giảng, rồi Phật tử cũng hết lòng dốc sức hộ pháp hộ đạo, rồi nói chung là mình thấy là ngon lành lắm. Nhưng mà nói về cái chuyện mà hành trì đó thì nó không được lúc nào, và nói về cái chuyện chứng ngộ thì nó rất là hiếm hoi. Đấy. Nhưng mà trên hình thức á, quay phim chụp hình y chang như thời kỳ chánh pháp vậy, cho nên được gọi là giai đoạn tượng pháp. Cái giai đoạn ba gọi là giai đoạn mạt pháp, gọi là sắc thâm sammo sát, có nghĩa là thượng bất chính mà hạ tất loạn, có nghĩa là từ ở trong nội bộ người xuất gia không ra gì, mà người Phật tử thì cũng cực kỳ phải nói là yếu kém. Yếu kém này có nghĩa là người Phật tử là sáng đi chùa, chiều đi nhà thờ, niềm tin không vững vàng. Thứ hai nữa là khi mà họ nhìn thấy tăng chúng không còn cả kính nữa, thì người Phật tử sẵn sàng là bán bổ trà đạp tam bảo không tiếc thương. Họ chửi chùa, chửi tam bảo, mà họ quên rằng cái cá nhân nào thì mình đem nó ra mình lăng trì nó thôi, chứ còn mình không thể là mình chửi chung cái đám mà còn lại được, cái đó là sai nha. Còn đằng này bây giờ mình nổi điên lên là mình chửi sạch, mình điên lên mình chửi sạch đó, nó khổ vậy đó. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, nhưng mà mình thì bây giờ mình không có vậy nữa. Cho nên cái mạt pháp là vậy, có nghĩa là trong tăng chúng thì nó đủ vấn đề trong đó. Nói ra thì nó buồn, nhưng mà không nói thì bà con mơ hồ. Như ai lấy mắt
ai đi Thái Lan lấy mắt nhìn, lấy cái mắt nhìn cho mình, nhưng mà đừng có lấy cái, đừng có xài cái đầu nha, lấy cái mắt nhìn. Thì Phật giáo Thái Lan là perfect, perfect, hoàn hảo, à, hoàn hảo. Chùa miếu phát triển kinh sách, cho nên in bán đầy chợ, in màu, in bìa đẹp, đúng, đúng. Nhưng mà trong nội bộ chúng ta thì nó là 1 tỷ vấn đề bên trong, à, 1 tỷ vấn đề, 1 tỷ vấn đề. Chết hút nghiện ngập đồng tính liên ái rồi tùm lum, và những vị mà đại khái có nhiều cái chùa đó còn có tình trạng là gì, là giết hiếp du khách tùm lum hết, biết bao nhiêu chuyện đó. Nhưng mà trên hình thức thì rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi ở xứ nào cũng vậy hết, xứ nào chẳng hạn như bây giờ các vị đi Biển Điện mà những cái vùng sâu, vùng miền cao, thì sở dĩ tôi nói cái này á, tôi xin hứa nói trước là vong linh của mẹ tôi là tuyệt đối không có cái ý bán bỏ, mà phải nói bằng thiện chí là lỡ mai này các vị thấy các vị bị sốc. Thì Phật giáo Miến Điện đó với tôi là các vị biết mà, tôi thờ Miến Điện mà, tôi thờ Miến Điện, quý Miến Điện lắm. Tôi chẳng những tôi thương Phật giáo Miến Điện mà tôi thương người dân Miến Điện, quý Phật giáo Miến Điện. Nhưng mà mình phải bình tâm và cảnh quan để mình biết có những cái nơi chốn ở trên Miến Điện nó có vấn đề nặng lắm. Ví dụ như cái dùng mà dùng san xét, tức là Calama đi lên, các vị thấy mấy ông sư mà ngồi mà lề đường quán cà phê mà ngồi hút thuốc, hiện tại cầm ly cà phê chỉ nó bình thường đấy. Thì cái quán nó nằm trước chùa của họ rồi, họ ra họ ngồi vậy đó. Các vị lên nó thấy mấy ông sư mà chạy Honda là chỉ nó bình thường, vén y lên là tấm tấm như nó gọn gọn là chạy. Các vị về cái dùng chiên rai của Thái đó, thì các vị thấy mấy ông sư đi bác mà cảnh là cởi ngựa không. Các vị vào internet, các vị đánh cái chữ là Monk Riding Horse. À, Monk lãm sư, Monk Riding Horse là các vị thấy đầy hết rồi nha. Monk Riding Horse. À, rồi chưa kể là các những cái vùng cao, vùng xa của Miến Điện đó. Các vị thấy mấy ông sư mình nắm tay mấy cô đi ngoài đường đánh bơ. Tôi nói rõ là nắm tay đi ngoài đường đánh bơ, giống như là tôi không thấy hôn thích, tôi không thấy. Không thấy, ôm ấp không thấy. Nhưng mà tôi thấy nắm tay mà đi đó thì tôi thấy nó bình thường. À, một lần đó là tôi thấy ở Sunset, một lần là tôi thấy ở Chattio. Chattio là cái chỗ mà hòn đá nghiêng nghiêng, cái hòn đá thiên. Thì tôi gặp chỉ nó bình thường. À, thấy người ta cũng làm gì nó bình thường. Thì mình thấy mình đừng có sốc. Bởi vì bên đó hiện giờ cách Calama khoảng 1 tiếng cũng có, 12 tiếng cũng có. Là có hai vị được người dân Miến Điện xem là A-la-hán mà vẫn còn sống, vẫn còn sống. Tôi nói chậm thì chậm nha. Người dân họ tin và những gì mà tôi quan sát được thì tôi dám nhận xét, nhưng mà phải nói là tôi quan sát hình ảnh qua những bài viết. Mà nhất đặc biệt mình quan sát cái phong thái, cái phong thái thì phải nói cực kỳ khả kính. Cái cặp mắt đó là cặp mắt của một người mà không còn thích cái gì nữa hết. Cặp mắt đó cặp mắt của người buông. Còn những cái vị mà mình thấy trước mặt Phật tử mà nhã nhặn, nhỏ nhẹ, rồi trang nghiêm, nhưng mà nếu mà quan sát cặp mắt ấy, nó có cái ý dân gian, nó tà nó đó. Còn cái vị mà thứ thiệt á, họ không có màng nữa. Bây giờ mình có, xin lỗi, mình có đại tiện trước mặt họ, họ cũng vậy. Mà bây giờ mình có quỳ xuống mình hôn cái chân họ, họ cũng vậy. Mà các vị đó thì dứt khoát là không có nhận tiền. Khi họ không có nhận tiền thì họ không có lý do gì họ mua lòng mình hết. Mình nói quỵt tẹt ra luôn đi nha. Chứ mình cứ giấu hoài mệt quá nha. Đó là họ không có gì họ mua lòng mình hết. Ông sư mà gặp Phật tử mà rồi nhỏ nhẹ mềm mỏng ăn nói chừng mực lễ độ, dù khi cũng có cái ý dân gian trong đó. Là muốn thu tóm thiên hạ đó. Nhưng mà cái việc này thì không. Vì là chuyện đầu tiên là không, trong phòng đã không có tài sản gì hết, mấy vị khác còn có tủ bàn giường ghế cho bên này coi hết, bên này chỉ có cái bình bát là y, chỉ cái tấm trải để nằm để ngồi đó thôi. Vị này là không có nhận tiền bạc, vị này không có nhận thức ăn mà để qua đêm. Mấy vị khác mình cúng đường sữa bột ngọt có vị nó cũng nhận chất đóng vậy đó, nhưng mà riêng vị này thì không, vị này không có nhận thức ăn, chỉ nhận qua trong bình bát đầy rồi thì lấy tay chặn mà thôi, không có nhận tiền bạc, không nhận cái gì dư ra, cái đồng hồ reo đưa còn không lấy mà. Tại vì cái hồ reo là dành cho cái người nào ngủ quên, cái người nào mà tu theo đồng hồ không biết xài đồng hồ. Còn người như ngài thì coi như chỉ có lúc nào mà ngủ hẳn thì thôi, chứ còn lúc thức thì chánh niệm đầy ngập thì cái đồng hồ nghĩa lý gì. Tại cả như vậy cho nên phải nói thiệt, tu đến một cái mức mà gần như không xài đồng hồ nó mới là tu. Tu lúc ráo
còn không thì cũng là tu đó, nhưng mà tu xìu xìu nha. Rồi giờ nãy giờ tôi đang nói về cái mặt pháp để cho người bà con hình dung đó. Hình dung là gì? Pháp học thì không chịu trau dồi, mà pháp hành thì coi như trái quất, bây giờ không học lấy gì hành, mà không hành làm gì có pháp pháp thành, làm gì không có pháp chứng nha. Rồi cho nên nó là một kỳ rồi mình học về cái nội dung của cái chữ mạt pháp. Bây giờ bữa nay tôi định nghĩa cho bà con tiếp tục một cái vấn đề nữa mà tôi nói trước là trong suốt 10 thời giảng đầu tiên toàn là mấy cái bài lót dạ không à. Bà con coi như là tôi không biết bà con đã nghe bao nhiêu thầy bà, tôi không biết, nhưng mà khi đến nghe trong lớp này thì tôi coi bà con giống như cái người là đau ban mới hết vậy đó. Hoặc là cái hương hàng mà nhập nội là lâu quá rồi không ăn cơm rồi ăn cháo, cho nên bây giờ muốn cho cái việc ăn đã lại nữa, cho ăn đồ mềm trước. Ăn đồ mềm trước thì tôi định nghĩa bà con về cái chữ mạt pháp để bà con hình dung được mình đang có mặt trong cái thời kỳ gì, thời kỳ nào. Và bữa nay tôi định nghĩa về cái chữ là cái chánh tính và mê tính. Cái nghe thì thấy rất là thường. Tôi biết trong room này nhiều người nghe tới đây cái biểu môi là nghĩ ô cái này tôi biết rồi, nhưng mà tôi xin nói rõ là cái này là tôi nói trong Tăng Chi Bộ Kinh nha, tôi nói trong Tăng Chi Bộ Kinh chứ không phải là tôi nghĩ ra tôi nói. Cái chánh tính là sao? Ở đời ai mới có niềm tin hết, một thằng ăn trộm nó phải tin rằng nó lấy được đồ người ta nó mới trèo tường, nó mới khoét gách. Chứ còn mà trước khi nó trèo tường khoét gách mà nó không có chắc lắm, nó không có tin lắm là bữa nay lấy được đồ đạc thì tôi nghĩ cho nó không có đủ siêng nó trèo tường đâu quý vị nha. Ăn trộm rồi mình đi mình rồi mình làm một cái chuyện rùi bu nhất đó là bây giờ mình xuống bếp nấu một tô mì thì mình cũng phải có cái niềm tin ở dưới mì nó còn gói, ít nhất là một gói. Mình phải tin rằng mình có cái dụng cụ để mình nấu nước sôi. Mình tin rằng mình có cái tô, có cái chén, có cái thao, có cái nồi để mình đựng mì. Mình tin rằng mình có muỗng, có đũa, có cái nĩa để mình ăn mì. Mình phải tin, mình giúp mình mới làm cái tô mì được. Chứ còn cái đằng này là mình không có tin, mình không có tin cái gì hết. Mình không có chắc ăn là ở dưới mình có tô, chén, muỗng, đĩa. Mình không có chắc là ở dưới mình có thể nấu được sôi. Mình không có tin chắc là ở dưới mình có mì. Nói chung là nguyên một núi vấn đề mà mình không có niềm tin. Thì tôi nghĩ các vị có thể nào mà đại giá quang lâm xuống nhà bếp, tôi nghĩ khó đó. Mình biết là sao nhà mình có cây ớt, nó có một cái bụi rau thơm, mình mới chịu khó, mình mới dời cái gót ngọc mình ra đó để mình hái ớt, hái rau. Chứ còn mà mình không có tin lắm thì các vị nghĩ mình có ra đó hay không? Mình không có niềm tin nó làm sao mình ra. Mình phải biết ngoài đó nó có cây ớt, nó có cái bụi rau thơm thì mình mới ra. Đó, rồi mình xuống bếp cũng vậy. Đấy. Cho nên không có niềm tin không làm ăn được gì hết. Tuy nhiên, niềm tin nó có hai. Cái niềm tin mà nó dựa trên cái cơ sở hợp lý, trí tuệ, tiếng Bali gọi là Yoniso, là hợp lý. Reasonable. Còn cái trường hợp thứ hai đó là coi như là niềm tin mà coi như thuần túy cảm tính. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần, tôi nói nó là có hai cách để tìm đến với chân lý. Cách một là mình hiểu vấn đề như nó là as it is, như nó là as it is. Còn trường hợp thứ hai là mình tìm đến với chân lý theo cái cách mà mình muốn. Cái này chắc trong room hiểu. Cái cách một là nhà mình bị mất đồ thì mình quan sát coi cái này người lạ hay người quen lấy. Nếu mà người lạ đó thì thôi còn miễn bàn, nếu người quen mà ai là người có khả năng nhất đó, mình chỉ tìm dấu vết đó, gọi là mình tìm hiểu vấn đề như nó là. Còn cái trường hợp thứ hai đó là mình tìm hiểu vấn đề như mình muốn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bị mất đồ mà chuyện đầu tiên đó là mình nghĩ đến cái người mình ghét trước đây. Trong khi đó, trên nguyên tắc là mình phải kể có người lạ đó chứ mà không. Mình chuyện đầu tiên đó là thấy mất lầu đầu tiên là mình nghĩ đến cái người mình ghét rồi đây. Đó. Đầu tiên là mình nghĩ đến người đó trước. Mà các vị thử tưởng tượng đó, ở trong đời sống thường nhật hay là trong cái chuyên ngành gọi là hình sự. Mà các vị đi đánh giá, các vị nhận xét nghi phạm mà bằng cái tình cảm thương ghét là chết rồi. Chết là cái chắc
nha. Tại vì mình bắt đầu là mình phải trước hết mình phải xác định là cái này người quen hay người lạ lấy. Rồi thứ hai, nếu người quen là ai thì trên nguyên tắc là mình phải nghi cả những người mà mình rất là thương nữa kìa. Yeah, trên nguyên tắc á, mình phải nghi cả những người mình thương. Ví dụ như mình có cái thằng em ruột, nó là đánh bài, nó là chích hút, thì mình không thể loại trừ nó ra được. Còn đằng này á, là mình ghét cái cô người ở, cho nên chuyện đầu tiên mất tiền là mình cứ đi xăm xăm, mình cứ đi, cứ nghĩ nó cô người ở. Cái chuyện mà mình nghi ngờ ai đó, nó cũng không có chết chóc gì, nhưng mà nó bày cái chỗ là cái kẻ thật sự là hung thủ thì nó tiêu diêu pháp ngoại. Đó. Còn cái kẻ mà vô tội thì mình cứ nghi ngờ, mình theo dõi, mất thời gian mà không có lợi ích gì hết. Bởi vì bà người ở mà không có lấy, người lấy là thằng em ruột của mình đó nha. Đấy. Cho nên có hai cách tìm đến với chân lý. Cách một là mình quan sát vấn đề như nó là sao thấy như vậy. Cách hai là mình tìm đến vấn đề như mình muốn. Thì từ cái cách hai này nè, khi mình đến với Phật pháp nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Trong rừng thế nào nghe tôi nói cái chuyện nguy hiểm, các vị không đồng ý. Các vị nói miễn sao đến với Phật pháp được thôi mà tại sao đến mà thiếu trí tuệ gọi là đến nguy hiểm. Dạ, có nguy hiểm. Trong Trung Bộ Kinh, cái bài gọi là kinh ví dụ con rắn, Alagadu Pamasutta, thì trong đó Đức Phật có dạy, tìm đến theo giáo pháp mà không có trí thì giống như là một cái người mà bắt rắn mà sai cách vậy. Cầm được con rắn nhưng mà sẽ bị chết gì đó. Cái giáo pháp là giống như thuốc chữa bệnh vậy đó. Dầu cái thuốc đó quý cách mấy, nhưng mà mình không biết cái liều lượng thì chết như chơi nha, chết như chơi nha. Thì cái đừng có hiểu là mình thuộc kinh sách là mình ngon, chưa chắc. Vấn đề là mình hiểu như thế nào, hành trì như thế nào, chứ còn mà đừng có nói là thuộc khác. Thuộc chỉ là nhớ thôi, còn hiểu là chuyện khác. Nhớ nha, thuộc là chỉ là nhớ thôi. Mình thuộc là 30 cuốn kinh thì nó mới là nhớ, nhưng mà hiểu thì, cho nên tôi nói bao nhiêu lần tôi nói thuộc lòng tâm tạng á, chứ còn mà cái kiểu mà đọc năm ba cuốn kinh để ghi chép lại cuốn sổ tay những điều tâm đắc, cái đó là đối với tôi là miễn bàn. Tôi nói thuộc lòng tâm tạng á chưa đủ, bởi vì có thể mình thuộc lòng đó, nhưng mà mình chỉ là copy lại, mình chỉ gọi là scan, mình chỉ ghi âm lại, mình chỉ sao chép lại thôi, nhưng mà mình có hiểu đúng cái mà mình đã nhớ hay không đó là chuyện khác. Đây. Mà cái nguy ở đây là gì? Có nghĩa là mình học thuộc bài kinh đó mà mình lại hiểu sai bài kinh đó, cái chết là chết chỗ đó. Khi mà hiểu sai thì lúc bây giờ cái nhớ của mình nó lúc bây giờ nó thành ra là của là cái họa cho mình, cái phúc. Tôi nhắc lại, dầu cho các vị học đúng nhưng mà các vị hiểu sai. Ví dụ như cái cách thức nấu một nồi canh chua, thì đâu đó các vị nói là phải mua đậu bắp nè, tàu hũ nè, nấm rơm nè, bột nêm nè. Mà các vị tưởng tượng cái chữ bột nêm, tôi không hiểu bột nêm là gì. Tôi mới lấy cái keo mà baking soda, tôi lấy cái baking soda đó, tôi tưởng nó là bột nêm, để tôi đâu có biết đâu. Tôi thấy cái chữ bột nêm tôi lại hiểu nó là baking soda. Rồi. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ, chúng con còn nghe sư. Chúng con dạ, còn thưa nghe. Dạ, còn nghe. Baking soda đó, cái baking soda tôi tưởng nó là bột nêm. Đó, rồi còn cái đậu bắp đó, thì tôi lấy cái trái ổi, trái chanh gì đó. Tại tôi tưởng đậu bắp là trái ổi, tôi lấy trái ổi tôi liền vô. Còn baking soda tôi tưởng là bột nêm tôi bỏ vô. Đó, rồi còn cái cà chua thì tôi tưởng cà chua nó là trái mãng cầu, tôi lấy mãng cầu tôi bỏ vô. Tôi đâu hiểu cái là cà chua là cái gì. Thế là nó nguyên, các vị tưởng tượng đi, baking soda mà nấu với ổi, mà nấu với mặn cầu, thì các vị nghĩ là nó ra cái gì. Mặc dù tôi học đúng, tôi học rất là đúng nha, tôi học cái công thức nấu canh chua là cái gì, tôi học rất rõ là nấu nước sôi rồi bỏ cái gì vô trước, bỏ cái gì vô sau, trong đó gồm có đậu bắp nè, nấm rơm nè, cà chua nè, rồi me nè, rồi bột nêm. Tôi nói chung là tôi nói ào ào, nhưng mà vấn đề tôi không biết đậu bắp nó là cái gì, tôi tưởng nó là cái ổi, tôi bỏ cái ổi vô. Cà chua tôi không biết nó là cái gì, tôi tưởng nó là mãng cầu, tôi lấy cái mãng cầu tôi liền vô. Rồi baking soda tôi lại tưởng nó là bột nêm, tôi bỏ vô. Thì các vị coi cuối cùng nó đòi nó ra cái nào gì.
không? Cho nên đừng có nói là tôi thuộc công thức là tôi ngon, sai đó. Bây giờ các vị trước mặt các vị đang có một cái nồi mà coi như nó là baking soda rồi ổi rồi mắng cầu rồi cái lá mơ đó, bỏ vô trong đó. À, rau ôm mà tưởng là rau mơ, lấy lá mơ bỏ vô đó. Thì có nó ra cái gì không? À, cho nên cái niềm tin ở đây đó, đó là nó phải dựa trên cơ sở cái trí tuệ. Và tôi nhắc lại, đừng có tưởng là thuộc nhiều kinh điển, quen biết nhiều cao tăng, nhà có nhiều kinh sách là đủ, sai. Cái vấn đề là mình gặm nhấm, mình tiêu hóa được cái gì mà mình có được trong tủ, trong đầu của mình đó. Cái đó là một chuyện. Và có một lần đó, bà Gautami là dì ruột của Bồ Thái tử Tất Đạt đó. Khi bà xuất gia rồi, bà đã A-la-hán rồi, nhưng mà vì cái lòng đại bi, bà nghĩ đến lợi ích của cái đàn hậu tấn về sau, trong đó có chúng ta bây giờ, cho nên bà đã đến gặp Đức Phật. Bà mới thưa với Phật là mai này Thế Tôn không còn nữa, thánh chúng không còn nữa, thì cái người đời sau đó, họ sẽ dựa vào đâu để mà họ biết cái nào là lời Phật mà cái nào không phải lời Phật nè. Bà vì bà đối bà này xong rồi, nhưng mà bà hỏi cho cái đám hậu tấn của mình thì Đức Phật ngày dạy rằng đó là cái pháp môn nào mà mình theo nó mà mình trở nên thiểu dục, không có thích thú cái này cái kia nữa, bớt thích. Cái pháp môn nào mà mình càng đi theo nó đó là mình càng thích sống một mình. Cái pháp môn nào mình càng theo mà mình càng được an lạc. Cái pháp môn nào mình càng theo đó mà mình càng chán cái đám đông. Cái pháp môn nào mình càng theo mình càng trở nên dễ nuôi, sao sống cũng được. Thì là cái pháp môn đó là pháp môn đúng. Còn cái pháp môn nào mà đi theo càng lâu mà nó thích tùm lum hết, nó thích đủ thứ. Cái pháp môn nào đi theo thời gian mà sao mình không có chán sợ cái đám đông, cứ thích là đàn đếm tụ tập là thua nha. Thì đó là những cái tiêu chí mà mình thấy, ví dụ như trong pháp thiền cũng vậy. Thiền sư thì ở đây tôi đang nói những vị đúng, chứ tôi không có nói những cái trường hợp mà không đúng. Tôi đang nói những vị đúng đó, những vị thiền sư mà thứ thiệt đó. Thì tôi nhắc lại, mỗi vị đó trên căn bản đều y cứ vào kinh điển, nhưng mà về cái chi tiết râu ria thì nó đều có những cái dấu ấn cá nhân trong đó. Nhớ cẩn thận đó. Mà cái bẫy nhất của mình á là mình thần tượng quý mến đặc biệt một cái vị nào đó, và mình coi tất cả những gì vị đó nói ra đều là khuôn vàng thước ngọc, đều là chuẩn mực tuyệt đối. Cái chuyện đó nó có nhiều cái bẫy lắm. Bẫy thứ nhất, nếu mà vị đó nói đúng thì cái người mà mình thờ phải là Đức Phật chứ phải cái ông đó. Vị nói trong rung hiểu không, nó khổ, mình giảng mà không thấy mặt cái nó khổ lắm. Mình giống như mình đang hát cải lương ở nghĩa trang vậy đó, nên tôi không có biết có ai nghe hay không. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu mà cái ông thiền sư đó ông nói đúng lời Phật đó, thì cái người mà mình thần tượng, cái người mà mình mang ơn đó, phải là Đức Phật chứ. Thì dĩ nhiên cái vị đó mình cũng mang ơn là nhờ vị đó nhắc lại lời Phật, nhưng mà mình không thể xem vị đó là tất cả. Như rất nhiều người hôm nay cứ thờ thầy mà quên thờ Phật. Cho nên nhắc lại, nếu mà cái ông nói đúng lời Phật thì mình phải cảm kích Đức Phật chứ, mình phải thờ phụng, mình phải thần tượng Đức Phật chứ, đằng này mình xây quan thảo. Còn nếu mà ông nói sai lời Phật thì không còn gì để nói. Còn nếu nói đúng thì mình phải cảm kích Đức Phật chứ. Đấy. À, cảm kích Đức Phật. Còn đằng này là cứ mình thấy ông nào nói với mình quay mình lại mình thờ cái ông đó, mà mình quên những chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất, ông nói có đúng lời Phật hay không. Thứ hai, ở trong tăng chi Đức Phật dạy thần tượng một cá nhân nó sẽ có những cái nguy hiểm. Thí dụ như khi cá nhân nó có vấn đề, chẳng như cá nhân nó chết, hay là hoàn tục, hay là phạm giới, hay là cá nhân đó coi như là vì một lý do nào đó mà bị tăng chúng xử phạt, thì lúc bây giờ là mình bị sốc. Mà trong khi là cái niềm tin của mình là đối với Tam Bảo thì chắc ăn hơn, mình tin vào ngọn núi nó tốt hơn là mình đặt niềm tin vào ông Tiều Phu. Tôi nhớ Tây nó có một câu rất là hay: con chim đậu trên nhánh cây nó tin vào đôi cánh, còn con người đứng trên cành cây thì tin vào cái độ chắc chắn của cái nhánh cây. Các bạn thấy cái niềm tin nào nó ngon hơn? Tôi nhắc lại, con chim khi mà nó đậu trên cành cây nó tin vào đôi cánh của nó,
Còn con người khi đứng trên một cái cành cây, mình tin tưởng một cái vào cái chắc chắn của nhánh cây, mình tin, mình đặt niềm tin vào nhánh cây, nó quá nguy hiểm. Lỡ mà nó không như mình nghĩ thì sao? Trong khi đó con chim thì lại khác, nó bay mỏi rồi nó đậu, nhưng mà khi nó đậu đó, nếu mà người nào để ý đó, nó đậu nhẹ lắm và nó sẵn sàng nó rời khỏi nhánh cây đó. Khi mà nó nhận ra cái điều gì bất trắc, nó nhận ra cái dấu hiệu nguy hiểm là lập tức nó đi ngay. Còn có người mình thì không, có người mình cứ lay quay lỡ mà nghe cái rắc một cái nó lay quay rồi cũng chết đó. Mà nếu mình truyền qua được cái nhánh khác cũng rất là mệt mỏi. Mình đặt cái niềm tin mình vào cái bên ngoài hơn là bên trong. Mà cái chánh tín là gì? Cái chánh tín là chuyện đầu tiên là phải dùng cái trí tuệ của bản thân, chứ không phải là vì cái tình cảm của mình đối với người khác. Cẩn thận cái đó nghe. Và cũng hồi nãy tôi có nói rồi, mình chọn cái giải pháp đó là vì nó là hợp lý hay là vì mình thích, hai cái nó khác nhau nha. Khác nhau rất là xa, xa lắm quý vị. Hôm nay chúng tôi soạn cái bộ Nhật Tụng Kalama có cái ý có ba lý do. Thứ nhất là có rất nhiều bà con muốn được đọc kinh Phật ngay tận gốc, uống nước tận nguồn, mà bây giờ cái kinh điển nó bao la, bây giờ tôi chỉ họ đọc cái gì đây, bây giờ tôi kêu họ đọc Trung Bộ Kinh 152 bài làm sao họ đọc nổi. Rồi là Trường Bộ 34 bài, rồi Tăng Chi là 7.000, là Tăng Chi là 9.000 mấy trăm bài, gần 10.000. Còn Tương Ưng là hơn 7.500, Tương Ưng là hơn 7.500, mà Tăng Chi là gần 10.000. Còn Tiểu Bộ thì có 15 phần của Tiểu Bộ đọc sẽ hết. Rồi còn và Trung Bộ, Trường Bộ còn như là chết, cho nên bao la quá. Thứ nhất là nó quá lớn nên tôi không biết giới thiệu cái gì. Thứ hai là lý do thứ hai là tôi gom những cái nội dung mà tôi cho là cấp thiết nhất, căn bản nhất, rốt ráo nhất, cốt lõi nhất, mà người ta phải nuốt cho bằng được cái nội dung này, rồi họ thả họ ra tung tăng, họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà đây là những cái mà mình muốn họ phải nuốt trước, vô trong đầu họ trước. Cái thứ ba, cái phần này tôi xin nói nhỏ, nói thiệt là nhỏ cho bà con nghe thôi, chứ còn la làng thì tôi không dám. Đó là khi mà làm cái chuyện mà sưu tập, vừa collect mà vừa phải collect và vừa select nữa chứ, collect và vừa select nữa những cái bài kinh, chúng tôi phải đọc lại bản tiếng Việt. Mà trong đó có những vấn đề mà vì lòng tôn kính tiền bối thì tôi đành với nó là lỗi ấn loát, không lỗi ấn loát, có lẽ là lỗi in. Cho nên có rất nhiều đoạn nó kỳ cục, một là đọc không hiểu, hai nữa là rất là ngớ ngẩn, ngờ ngợt lắm này. Cho nên khi mà chọn kinh rồi đó là chúng tôi cũng phải điều chỉnh lại cái phần tiếng Việt, mà có bản Pali kế bên, ai nghi ngờ thì có thể liếc mắt vào nó, hoặc là ai đọc được tiếng Anh, ai đọc được tiếng Đức, ai đọc được tiếng Thái, nó còn nhiều thứ tiếng nữa, nhưng mà đó là ba thứ tiếng mà tôi biết là chắc chắn là có đó, lên mạng là có. Tiếng Anh, tiếng Đức thì là họ dịch hết kinh tạng luôn nha. Cho nên là bà con thấy nghi ngờ thì cứ nhào qua nó đọc đây. Mà khi mà tôi muốn gom lại như vậy để cho bà con có cái cơ hội được tiếp xúc với kinh điển ngay gốc, uống nước tận nguồn đó. Chứ còn không có đi lòng vòng, có nhiều khi mình mất 30-40 năm là Phật tử. Cho tôi xin là cũng nhỏ giọng nói chuyện này. Nhiều người thấy cái cuốn sách để chữ giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là để Phật giáo Nguyên Thủy, rồi ở dưới là tên của một vị hòa thượng, mình nghĩ mình cứ gắn là đó cái chữ kinh, nó quy chỗ đó. Mình thấy cái tên của ông sư, ví dụ như bây giờ mai này bây giờ thấy để tên chữ Toại Khanh đi, bây giờ tôi nói tôi cho nên nó đừng đụng ngay. Các vị biết tôi Toại Khanh là một ông sư, là cũng lên nói bà xà bên đế cũng mấy năm nay rồi, các vị biết. Cho nên mai mốt các vị thấy cái sách nào để tên Nội Canh, các vị yên tâm đó là cũng kinh. Không được, phải coi bên trong nói cái gì. Chứ còn cái chuyện mà các vị biết trong Nội Canh đó là ông sư, biết ông là ông từng lên giảng mà xà minh xí gì đó, cái chuyện là chuyện của quý vị. Nhưng mà cái căn bản là cuốn sách trước mặt tôi bị trong đó nói cái gì. Biết đâu là một lúc nào đó tôi vì một cái special order nào đó mà tôi viết một cuốn tiểu thuyết,
tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình cảm, ví dụ như vậy. Và một lúc nào đó rồi tôi bị chập mạch hay là tôi bị đứt một hai dây, một hai chùm gì trong đây, rồi tôi biết tôi tầm lao thiên tướng trong đó, mà tôi cũng là còn phàm, cái chuyện tôi tài kiến, cái chuyện mà tôi ngộ nhận, cái chuyện đó rất là bình thường. Cho nên là cái tên tôi là một lẻ. Cái tình cảm ghét thương khinh trọng của quý vị dành cho tôi là một chuyện. Cái chuyện căn bản là quý vị phải coi trong đó nói cái gì. À, nói cái gì. Còn cái chuyện đời tư của tôi sẽ nói rõ không quan trọng. Bởi vì tôi xưa nay tôi ăn bánh mì. Tôi chưa bao giờ mà tôi tìm hiểu cái biography của cái người làm bánh mì. Tôi đọc một cuốn sách, tôi chưa bao giờ mà tôi để ý đến cái đời tư mà lăng nhăng lít nhít của một ông tác giả lắm. Có nhiều ông tôi thích á, thì tôi hãy để ý ông này ông sống được bao lâu. Đó, nó có. Chứ còn cái chuyện mà ngoài cái chuyện ổng sống chết năm nào thì tôi không có màng, tôi không ở công công tôi đi tìm hiểu như cụ Nguyễn Lê, cụ Lê Ngọc Trụ, cụ Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, Nguyễn Lê, Vương Hồng Sởn, Lâm Sơn Nam, Tuệ Sĩ Mạnh Thác, Phạm Công Thiện, Bùi Gián, Trịnh Công Sơn, Tam Ích, Tam Lan, Vũ Ý, đó là những người tôi trọng lắm chứ. Nhưng mà tôi trọng cái tác phẩm của họ thôi. Chứ còn mà Nguyên Sa tôi không màng về cái đời tư của Nguyên Sa. Tôi không màng. Tôi thích thân Sa thì tôi chỉ đọc thân Nguyên Sa. Mà không phải thích toàn bộ nha. Nguyên Sa, Đinh Hùng, Quách Tấn, từ một ông vậy, Đông Hồ vậy đó. Mỗi ông vậy tôi chỉ để ý có một vài bài thôi. À, có nhiều ông tôi biết hay đó mà tôi sợ muốn chết luôn tới ngày tới. Nhưng ông Quách Tấn, ông Đông Hồ đối với tôi đó là cây đa, cây đề của cái làng thơ ca Việt Nam. Nhưng mà tôi ớn luôn, đọc nó không nổi. Mày ông nghĩ cái loại mình đường luật khắt khe quá, đọc đến đầu lắm nha. Thì đối với Phật Pháp y chang như vậy. Thương quý là thương quý, khinh ghét là khinh ghét. Cái quan trọng nhất là trong đó nói cái gì. Đừng vì khinh ghét cá nhân đó mà mình coi thường cái công trình tác phẩm của người ta. Đừng vì mến thương kính quý thần tượng một người mà họ đánh rắm mình cũng kê mũi mình ngửi là sai. Nhớ nha, cái đó là sai. Sai. Cái nào nó ra cái đó, nó gọi là chánh tín. Tức là hiểu rõ cái điều mình tin, và nhờ vậy mình mới tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Đó là cái dấu hiệu của thánh nhân. Thánh nhân họ như vậy đó. Họ hiểu rất rõ cái điều họ tin, cho nên họ tin chết bỏ cái điều họ hiểu. Còn mình thì sao? Mình là không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên từ đó mình cũng không tin lắm cái điều mình hiểu. Đây là một công thức rất là toán, rất là toán nha. Khi anh không hiểu lắm cái điều anh tin thì cái hệ quả tất nhiên là anh không tin lắm cái điều anh hiểu. Mà khi mà anh không có tin lắm và không hiểu lắm thì làm sao mà anh có hành trì mà cho nó đúng mức, cho nó tới nơi tới chốn được quý vị nha. Và cuộc đời của quý vị nó được bao nhiêu năm, bỏ đi thời gian ngu và bỏ đi thời gian ngủ, quý vị còn lại bao nhiêu? Thời gian ngu là bao nhiêu? Là từ 1 tuổi cho tới 18 tuổi là thời gian ngu. Không? Là mình bỏ 18 năm đó. Bây giờ qua tới thời gian ngủ. Thời gian ngủ là 1/3 đời người, các vị có biết không? Mình là 75 tuổi. Mình chết. Thí dụ là mình ngủ 25 năm rồi. 1/3 của đời mình là mình ngủ. Như vậy thì tưởng tượng trừ cái thời gian ngu và trừ thời gian ngủ, quý vị còn là được bao nhiêu thời gian? Các vị không phải là con chuột bạch. Tôi nói đi nói lại cái ý này hoài. Mình phải là con chuột bạch để mà người ta thí nghiệm những học thuyết chính trị tôn giáo nha. Bỏ cả một đời theo đuổi một lý tưởng chính trị, theo đuổi một cái tín ngưỡng tôn giáo, một cái niềm tin báo vơ nào đó, cuối cùng không đi về đâu hết. Là giống như là bỏ tiền đi đấu vàng mã vậy đó nha. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phí tiền là đã ngu rồi, nhưng mà ít ra tiền mất thì mình còn kiếm lại được. Sức khỏe mất, sometimes mình cũng có thể tìm lại được. À, mặc dù nó không được nhiều lắm đâu, sức khỏe thấy vậy nhưng cũng có thể tìm lại được. Tiền bạc tìm lại được, nhan sắc thì maybe có thể có những trường hợp tìm lại được. Không? Đi thẩm mỹ thì khó tốn tiền chút, nhưng mà có một thứ duy nhất mà không tìm lại được đó là thời gian. Thời gian, hoặc có một cái tên gọi nữa đó là cái tuổi thọ của mình. Cái tuổi thọ của mình đó là mình tiêu pha, đó là mình không cách nào mà mình tìm lại được cái thời gian tiêu pha. À, mình bỏ thời gian ngu, bỏ thời gian ngủ, mình còn nó bao nhiêu hết.
À, cho nên buổi đầu tôi dạo sơ cho bà con nghe cái những cái nội dung này trước, rồi từ đó tôi mới vô cái nền. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang giảng bên Đức một cái lớp gọi là lớp chuyên tu, lớp intensive. Tôi giảng thuần túy rạch trong cái nội dung của cái bộ Patisavida. Còn cái đám bên Úc thì tôi ngán quá đi. Một là bên đó không có thầy bà tăng ni, cho nên tôi nghĩ bà con còn rất là sơ cơ, nói sâu bà con ngủ, trái máy cũng hay. Thứ hai nó bên đó nó theo tôi tình cờ ngẫu nhiên biết được, bà con do không có tăng ni cho nên lúc bà con mở cửa nó đón gió muôn phương, bà con đón nhiều cái luồng gió lạ lắm, có những luồng gió chổi nha bà con đón hết. Có vị thì kêu là học hành tu tập, có vị thì kêu buông hết khỏi giáo lý, khỏi hành thiền, nói chung là nhiều thầy nhiều thợ quá. Cho nên bây giờ nói tới Phật tử Úc, tôi cực kỳ hoang mang, tôi không biết phải nói cái gì luôn nha. Cho nên tôi phải lựa những cái đề tài mà tôi cho là để gọi là khai vị, để làm quen. Chứ tôi ngán có gì lắm, tôi nói cũng dám mở mắt luôn. Tùm lum hết. Đủ thứ thầy bà. Thì thôi, tôi giống như Sơn Đông mãi giỏ, đừng đi ngang sách gánh, cái gánh đi ngang chợ, mà con hú tôi nhào tôi cũng múa dài đường để bán tôi cao. Vậy thôi, chứ còn tôi cũng chẳng tin cái chợ là nó gì chợ mà. Trong đó là Rolex, rồi áo lông thú cũng có, trong đó là ba cái nhang, cái giấy vàng mã cũng có, đồ Tàu, đồ Nhật, đồ Thụy Sĩ, đồ Đức, cái gì cũng có. Thì tôi chỉ là người bán cái hàng, người bán ở Sơn Đông, tôi đi ngang làm dài đường tôi đi. Đây. Thì là mình quay trở lại cái vấn đề chánh tính và tà tính. Nhưng các vị nên nhớ thế này, đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật kêu gọi mình tin tưởng Ngài như là tin tưởng một cá nhân. Sai, cái đó không đúng. Đức Phật chưa bao giờ Ngài kêu gọi mình hãy tin Ngài như tin tưởng một cá nhân. Mà chúng ta hãy hiểu rằng chư Phật là, trước hết mình hiểu Phật là gì tới cái đây. Đức Phật là cái người, cái chữ Phật có hai nghĩa, chữ Buddha có hai nghĩa. Một là Enlightenment, có nghĩa là cái người giác ngộ. Cái thứ hai nó là cái người đã wake up, cái người đã tỉnh thức, người đã thức dậy, đã thức giấc. Đã thức giấc từ cái giấc ngủ vô minh, Ngài không có nằm mê nữa. Rồi Ngài mới đem cái kinh nghiệm đó Ngài dạy lên cho mình. Đó. Cho nên mình thờ Phật là mình thờ ánh sáng, mình thờ cái chân lý, mình thờ cái quy luật tất nhiên của vũ trụ, của trời đất, chứ không phải là mình thờ cái ông hoàng tên là Tất Đạt, con của vua Tịnh Phạn chào đời ở Ca Tỳ La. Không phải mà mình thờ cái chân lý, cái sự thật mà người nó phát hiện và truyền lại cho mình. Nhưng mà nói vậy chưa có ghê không, cái này mới ghê nè. Tại sao mà Đức Phật được gọi là cái người gọi là tỉnh thức? Cái này lớn chuyện lắm. Cái này lớn chuyện lắm quý vị. Cái chữ tỉnh thức này, cái chữ tỉnh thức này đến bây giờ tôi đã giảng cho bà con nghe chắc cả ngàn lần. Mà mỗi lần bản thân tôi ngồi một mình mà tôi nhớ lại cái chữ này, cái tỉnh thức, tôi vẫn rùng mình. Các vị biết không? Tôi rùng mình. Cái chữ tỉnh thức thì nó dễ sợ lắm. Tôi nhắc lại, tôi nói cho bà con nghe cả ngàn lần mà tôi nhắc, mỗi lần tôi như một mình tôi ngồi tôi nhớ lại cái chữ tỉnh thức. Mà định nghĩa về Đức Phật, tôi rùng mình là rùng mình cái gì? Tôi nói cầu may, hên xui. Chứ tôi không có tin lắm là ở trung tâm có thể chia sẻ cái cảm xúc đó của tôi. Tại sao gọi là thấy ghê? Theo mô tả trong kinh, do cái khuynh hướng phiền não, cái tập khí sanh tử nhiều đời, không, cái thói quen phiền não đó, đa phần phàm phu mình sống thiện khó hơn sống ác. gấp ngàn lần gấp triệu lần tùy người. Cái khó mà hành thiện nó khó lắm. Các vị đừng có ngồi đó mà dệt mộng làm thơ, nói là tôi là coi như là ăn chay, rồi tôi có pháp danh, rồi tôi có quy y, rồi tôi có sư phụ, vậy là tôi có là Phật tử, tôi có nhà, tôi có kinh sách, rồi tôi có đi hành thiền, rồi tôi có đi Niên Điện, tôi có đi Ấn Độ, vậy tôi là Phật tử. Tôi xin nhỏ nhẹ và lễ độ thưa rằng cẩn thận cái niềm tin đó, chưa chắc đâu quý vị. Bởi vì tôi quay lại cái chuyện tỉnh thức là cái gì? Do cái khuynh hướng phiền não nhiều đời đó, mình đụng đâu dính đó. Cái chữ sắp tá là chúng sinh, nó có cái nghĩa tiếng Phạn là đụng đâu dính đó.
tụng độ với nó. Nghĩa là sao? Không có cái vật gì trên đời này mà nó có khả năng mà bám dính bằng chúng sinh hết. Bám với cái hai cách. Cái tâm nó bận tâm đến cái khó chịu để mà nó ghét. Nó bận tâm đến cái nó thích đó, để mà nó tham. Cái tâm nó luôn luôn nó kiếm cái chỗ gì để nó dán lên, nó dán tâm lên. Đó. Chính từ cái chỗ này nó mới dẫn đến một cái bi kịch nhân gian, đó là chúng ta, tôi nói thiệt chậm nha, chúng ta sanh ra trong cái cảnh giới, môi trường, hoàn cảnh nào thì 99,9% mình chìm sâu trong cảnh giới, trong môi trường đó. Nó dễ sợ cái chuyện, bởi tôi nói cái chuyện tỉnh thức rồi nó rùng mình ở chỗ đó. Hôm nay chúng ta do tiền nghiệp, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đang ở Úc, chúng ta đang ở Việt Nam, đang ở Nhật, đang ở Mỹ, đang ở châu Âu. Chúng ta là người Việt Nam nhưng mà vì tiền nghiệp chúng ta là một người phụ nữ. Cho nên chính vì máu me của một người Việt Nam mà cộng với cái giới tính nữ, chúng ta có những cái thích mà không giống phần lớn nhân loại. Bởi vì mình đàn bà là mình có những cái thích không giống đàn ông. Mà chính vì mình là người châu Á cho nên mình có rất nhiều cái thích không giống Âu Mỹ, Tây Phương. Mà chính vì mình là người Việt Nam cho nên mình có những cái thích mà không giống như Ấn Độ, Tàu, Nhật, Thái. Mà chính vì mình là người miền Tây, Nam Bộ, mình là người miền Trung, mình là người miền Bắc, mình có những cái thích không giống người có miền khác, tỉnh khác. Rồi cái bối cảnh gia đình, cái hoàn cảnh sống khi lớn lên, tất cả những cái nó cộng lại, nó trở thành môi trường sống. Ngoài cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, nó còn có cái môi trường sống. Nó khiến cho chúng ta là một người đàn bà Việt Nam và có những cái thích không giống ai, kể cả những người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam khác, đồng bào của mình. Ví dụ như người phụ nữ Việt Nam mà tại Úc, họ có những cái tâm tư tình cảm khác với người phụ nữ Việt Nam ở tại Mỹ. Mà ngay cả hai người Việt Kiều Úc, tại Brisbane hay là tại Perth hay là Sydney, thì do cái bối cảnh gia đình, do tiền nghiệp quá khứ cộng với cái điều kiện sức khỏe của mỗi người, do những dấu ấn tâm lý từ quá khứ của đời trước và quá khứ của đời này, nó khiến cho chúng ta có hoàn cảnh khác nhau. Từ đó những cái thích và cái ghét của chúng ta không giống nhau, và chúng ta cứ ghim sâu, cắm chặt, cúi đầu, gục mặt ở trong cái cảnh giới của mình. Mình thấy nó hay, ghim sâu, gắm chặt và gục mặt, cắm đầu vô ở trong cái cảnh giới mình đang sống. Con dồi đó, nó thấy đống phân là vũ trụ, đối với nó là chỉ có đống phân thôi, ngoài cái đống phân ra không có gì để bận tâm hết. Một cái nếp nhà thanh bạch, trống trước trống sau, trên là mái tôn, chung quanh vách ráng có vài ba con gà chạy lăn xăng, có hai đứa nhóc mũi dãi thò lò, có ông chồng ở ngoài ruộng hoặc là ngoài chợ chạy xe lôi, còn mình thì làm nội trợ. Chiều chiều nấu ăn, có khói bếp bay lên, gia đình họp mặt, chỉ là xong. Và đối với mình đó là thiên đường. Lâu lâu có tí tiền thì có ra ngoài chợ huyện, chợ tỉnh đi chút xíu. Xong cũng trở về với cái nếp nhà thanh bằng đó. Còn có những người là bà lớn, là bà bác sĩ, bà luật sư, rồi có những người là đệ nhất quân nhân, rồi quần là áo lụa đi nước ngoài giống như đi chợ. Không? Du thuyền chuyên cơ là thoải mái, trên tay chỉ hai cái bàn tay họ đeo những thứ mà người, trị giá của hai bàn tay đó bằng 8 cái nhà của người ta, cái chuyện đó bình thường. Thì ở mỗi hoàn cảnh như vậy, chúng ta đều có khuynh hướng là chìm sâu ở trong cái cảnh giới mà mình đang có mặt. Mà tỉnh thức là gì? Được Phật linh là tỉnh thức, có nghĩa ngài là cái người không có chìm ở trong cái thế giới mà ngài đang có mặt. Bởi vì trong tư ưng ngài nói rất rõ, ta giống như một đóa sen ngôi lên từ bùn, đi lên từ bùn. Khó lắm quý vị, khó lắm. Hôm nay chúng ta học đạo, chúng ta mới biết được một cái sự thật khủng khiếp, đó là ngày xưa đó mình thấy súc vật đó, nó thấp kém, con người là động vật cao cấp. Nhưng tới lúc mình biết đạo rồi thì cái định nghĩa đó phải viết lại. Thấp kém hay là cao cấp ở đây chính là cái nội tâm, cái nội hàm, cái nội dung tâm linh, tinh thần của mình ấy, cái đó mới là thấp hoặc là cao. Chứ còn cái gọi là cái né xét về mặt sinh học, khó lắm.
xét mặt sinh học khó lắm. Mình nói mình hơn con heo, nhưng mà chứ mình cũng đói ăn khát uống, rồi cũng đực cái trong máng, rồi thì cũng là phản vệ, phản ứng về tự vệ như con heo vậy thôi. À, có điều mình có bằng cấp, rồi mình có nhà cao cửa rộng, chứ thật ra xét rốt ráo theo trong giáo pháp thì một cái người con người mà không có biết tu hành, không biết thiện ác, chỉ biết hưởng thụ, thì họ chỉ là một con heo đi bằng hai chân trong một cái chuồng bự, cái chuồng to. Nhà giàu mà không có đời sống tâm linh chỉ là con chó nhà giàu. Tôi biết tôi nói nó rất là nặng, nhưng mà nó xui một chỗ đó, đó là sự thật nha. Mang thân người mà thiếu đời sống tâm linh tinh thần thì mình chỉ là một con thú đội lốt người. Còn nếu mình có tiền bạc thì mình chỉ là con heo, con chó trong một cái điều kiện sung sướng. Các vị đâu có biết là thời cách đây thế kỷ thứ 17, 18 mà mình Pháp, mấy bà có một cái mốt rất là lạ. Thay vì người ta dắt chó cưng, có nhiều bà dắt heo đi vô mấy cái bạc ti. Rồi mấy bà mà mệnh phụ, mấy bà bá tước, rồi đi có người hầu đi theo, có cái bịch đi lông cũng đi theo vậy đó. Thời đó biết có bệnh đi lông hay là họ lấy cái gì họ đựng cũng biết, nhưng mà có người hầu đi theo để hốt phanh. Cũng nghe đó, tắm rửa sạch sẽ, đeo khuyên vàng. Đeo khuyên vàng là cho nhiều khi mùa lạnh đông mặc cho nó cái áo nhung, áo tơ gì vậy đó, chắc nó đi. Mấy bà mà quý tộc của Pháp, còn châu Âu một dạo vậy đó. Thì nếu mà mình là con người chỉ biết sống sung sướng mà coi như không có đời sống tâm linh tinh thần thì mình cũng giống như mấy con heo đó vậy đó. Mấy con heo với bà bá tước dắt đi bạc ti tiệc tùng dạ hội vậy đó, chẳng có gì hết nha. Mà cái từ tỉnh thức đây là gì, là biết nhìn lại dưới chân, biết nhìn lại cái chỗ mà mình đang đứng, biết nhìn lại cái con đường mà mình đang đi, biết quan sát cái bối cảnh chung quanh, biết ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ở dưới nhìn lên và ở ngoài nhìn vào đối với một vấn đề. Đó gọi là chánh tính nha. Còn đằng này, ngày xưa không biết đạo thì chỉ biết là sắc đẹp, rồi tiền bạc, quyền lực, chức vụ, tiếng tâm. Biết đạo rồi đó thì có như chỉ còn bận tâm đến cái chuyện ngồi thiền, giữ giới, nghe pháp, học đạo. Nhưng mà có một điều là ngày xưa mình dính mắc mấy cái đời, bây giờ mình lại dính trong đạo. Mình thấy mình hay, mình thấy mình giỏi đó, nó khổ vậy đó. Mình thấy mình bắt quan nhiều hơn người khác, mình ngồi thiền nhiều hơn người khác, mình thấy mình học giáo lý nhiều hơn người khác, mình thấy mình cúng dường bố thí nhiều hơn người khác, mình thấy mình tu hành ngon lành hơn người khác. Như vậy tiếp tục mình gọi là chìm sâu ở trong cái thế giới mới, mà trong cái nơi đó nó theo tinh thần rốt ráo của đạo Phật, thì tất cả mọi cái chuyện tu hành nó chỉ là chuyện uống thuốc. Bệnh thì phải uống thuốc. Mình bố thí là mình đang uống thuốc chữa cái bệnh uống xỉn. Mình ngồi thiền là mình đang uống thuốc, mình chữa cái bệnh phóng dật, cái bệnh thất niệm, cái bệnh phiền não, tham sân si. Mình nghe pháp là mình đang uống thuốc, mình chữa cái bệnh ngu, cái bệnh hoài nghi, cái bệnh dốt nát. Đấy. Mình cung kính chắp tay là mình đang chữa cái bệnh ngã mạn, cái bệnh tự tôn, tự đại, tự kiêu. Đó. Đại khái như vậy. Chứ không có cái gì ngoài ra, chỉ là uống thuốc chữa bệnh. Và có ai trên đời này ba trợn đến mức mà tự hào, tự đắc rằng mỗi ngày tôi uống một bụng thuốc không? Không. Đó chỉ có thể người nào bệnh tâm thần á. Bệnh mà theo cái tâm thần đó thì họ mới tự hào kỳ cục như vậy. Chứ tôi chưa thấy người nào mỗi ngày uống một bụng thuốc mà lấy đó làm cái chuyện hãnh diện. Tất cả những người mà tôi thấy họ uống một bụng á, luôn luôn họ tự ti thì có. Tự ti. Bệnh quá sư ơi. Có tuổi rồi mà được như xưa đó. Trời ơi. Hồi đó gặp sư tôi còn chở đi này kia, giờ mà máu muốn lên nào lên, tim nó muốn mệt nào nó mệt, đường muốn lên nào lên. Đó. Phải vậy đó. Cái người một ngày uống bụng là họ dễ thương lắm. Thì ở đây cái người tu tập càng rốt ráo, càng tinh tấn, họ phải là người dễ thương. Là vì sao? Là vì họ càng tinh tấn, họ càng thấy họ là vô thường, là phù du. Họ càng chánh niệm, họ càng thấy rằng họ phiền não nhiều. Họ càng là chăm sóc cơ thể, họ mới biết họ bất tịnh. Đó. Còn cái người mà coi như không có thời gian nhìn lại bản thân mình thì làm sao mình phát hiện được vấn đề của mình. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tất cả mọi vấn đề trên toàn thế giới chỉ có thể được giải quyết bằng một cách duy nhất, đó là chữ minh bạch hay là bạch hóa. Một chữ thôi. Chữ transparency.
transparency. Đấy. Tất cả toàn bộ vấn đề thế giới nó được giải quyết bằng một chữ thôi, đó là bạch hóa. Bạch hóa là sao? Ông nha sĩ muốn nhổ răng của mình thì ông phải xác định cái răng nào có vấn đề và vấn đề của nó tới đâu. Cái nào trám được thì trám, nhổ thì nhổ. Cái nào nhổ liền, cái nào là rút chỉ máu để rồi lần rồi tiếp tục giữ lại. Răng số 8, răng số 7, răng số 9. Ông biết rất rõ. Ông phải nắm rõ hai cái hàm răng của mình. Ông phải nắm rõ thiệt rõ thì ông mới biết được cũng làm. Bác sĩ muốn mổ xẻ mình, ông phải biết rõ là mình có vấn đề về sỏi mật, sỏi thận, ông biết mình bị ruột dư, mình bị vấn đề tim thòng, tim lớn, mình bị loét, bị bướu u sơ bao tử, ông phải biết rất rõ. Họ mới ra tay được. Chứ không thể nào có một bác sĩ mà lấy cái dao chọt banh cái bụng bệnh nhân ra để mà tìm bệnh mà trước đó chưa hề biết gì chứ không có. Và cả một cái đất nước, một quốc gia, những cái vấn đề chính trị như vấn đề đất nước muốn được giải quyết thì chuyện đầu tiên là người ta phải bạch hóa, là người ta phải tìm, người ta phải soi rọi cho được cái vấn đề nào ẩn khuất trong đó nha. Còn nếu mà mình không có tìm ra được vấn đề thì không thể nào mình giải quyết được nó hết. Đó là cái nguyên tắc, đó là quy luật. Cho nên mình tu tứ niệm xứ là gì? Là mình đang rọi, mình đang bạch hóa cái con người của mình. Càng tu mới càng thấy mình dơ, càng học mới thấy mình dốt. Đó. Mà nhiều người không hiểu được công thức này. Tưởng tu nhiều, ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhiều là hay, không phải. Càng tu nhiều là để thấy mình có vấn đề nhiều. Đó. Càng học để thấy mình ngu. Mà nếu vậy thì có nên tu, nên học hay không? Đó chứ. Bởi vì càng phát hiện ra nhiều cái bệnh thì mình mới có cái hy vọng mình chữa bệnh và hết bệnh. Còn lần này đó là mình ngại đi bác sĩ vì sợ bác sĩ nói cho mình biết những sự thật phũ phàng đáng sợ, làm được nha. Hồi nãy tôi có định nghĩa cái chữ Phật, cái chữ đó rất là sâu. Phật nghĩa là tỉnh thức. Mình là để người mê ngủ. Mình ở cảnh giới nào thì mình chìm sâu trong cảnh giới đó. Mình đam mê vật chất thì mình chỉ biết trong vật chất. Mình là người thích quyền lực, thích tiếng tâm, thích chức vụ thì mình cũng chỉ biết chừng đó. Cái gọi người tỉnh thức là gì? Người tỉnh thức là đang ngồi ở trên cái ghế ngon lành mà vẫn biết rõ cái ghế này nó là phù du, là của tạm, là đồ mượn, họ biết rất rõ. Họ mang cái tấm thân này, họ biết rằng chỉ xài nó được ít lâu thôi. Và sẵn đây tôi nói là một điều tôi đã nói rất là nhiều lần. Cái gì mình cũng phung phí được, nhưng mà thời gian là không. Bởi vì thời gian nó là cái không bao giờ mà mình tìm lại được. Các vị có đeo cái đồng hồ trên tay, các vị ngó cái kim gió thì thế nó chạy. Không bao giờ kim gió chạy ngược, trừ phi các vị vặn nó. Kim gió luôn luôn chạy tới. Đó là cái điểm nhất. Chuyện thứ hai, bây giờ các vị thấy kim chỉ giờ nó đang chỉ số 2 và kim chỉ phút nó chỉ số 10. Nó cũng giống như 2:10 ngày hôm qua vậy đó. Hoặc là 2:10 hồi đêm vừa rồi giống. Nhưng mà trong thực tế nó lại khác. Vì sao? Vì cái tình trạng, cái vấn đề của thế giới ngày hôm qua cách 24 giờ nó hoàn toàn nó không giống với thế giới ngày hôm nay. Cái tình trạng sức khỏe của mình cách đây 24 giờ nó không giống như là mình hiện giờ. Nó phải có thay đổi, ít nhiều thôi, nó phải có thay đổi. Nó phải có thay đổi để cho mình mới có thể già, mình có thể tóc bạc, có thể da nhăn, lưng còng, má hớp, rung rẩy, lẫy bẫy được chứ. Đấy. Cho nên nó là phải ngó cái đồng hồ. Cho nên tôi hay đề nghị bà con có một cái pháp môn đó gọi là watching meditation. Watch là cái đồng hồ. Còn watching là nhìn, đó là quan sát. Mà tôi chơi chữ đó. Watching meditation có nghĩa là nếu mà các vị không có ngồi thiền như là kinh sách thì khi nào mà thấy sân si nhiều quá nó cứ liếc cái đồng hồ nhìn nó, cái kia nó chạy, biết rằng thời gian đang đi qua không có quay lại nha. Đó là một pháp môn. Thứ hai, tôi đã dùng cái ví dụ này rất là nhiều lần. 5 tờ $20, tôi đang nói tiền Mỹ, tiền Úc cũng biết, tôi biết tiền Mỹ. Mỹ nó có cái tờ 20. Thì 5 tờ $20 như vậy đó, thì giá trị của mỗi tờ hoàn toàn giống nhau. Dù trong 5 tờ đó cái serie number nó khác nhau, dù cho cũ mới khác nhau không? Nhưng mà cái giá trị của 5 cái tờ này hoàn toàn giống nhau không? Nhưng mà thời gian trong kiếp người nó không phải như vậy.
20 năm đầu cái giá trị của nó không giống với 20 năm tiếp theo. Bởi vì 20 năm đầu là 2 năm mình còn ngu, từ 1 tới 20 là 20 năm ngu. Ừ. Mà kiếp người thời gian nó chia ra hai phần, ngu mới rồi ngủ mới, ngủ là 1/3. À. Cho nên là 20 năm đầu cái giá trị của 20 năm đầu nó không giống như 20 năm sau, có nghĩa là từ năm 1 tuổi đến năm 20 tuổi có những chuyện mình làm được. Rồi từ năm 20 đến năm 40 có nhiều chuyện mình làm được mà trước đó mình làm được. Rồi từ 40 cho tới 60 có những cái chuyện mà hồi 40 mình làm được mà bây giờ mình hết làm được rồi. Nhưng mà ngược lại mình cũng có những cái nhận thức sâu sắc chín chắn mà trước đây mình cũng có. Rồi từ cái 60 và cho tới cái 80 đó là lúc đó gần như là cả sinh học lẫn tâm lý của mình đều đang đổ dốc, đau hiu hết rồi, không? Rồi đang đổ dốc hết. Cho nên là mình đừng có nghĩ rằng tôi mới có 50 tuổi, như vậy thời gian tôi còn lại cũng không ít. Tôi nè, lúc tôi đang giảng thì nghe hiện giờ tôi sinh năm 69, hiện giờ tôi đang 50, đúng 50 tuổi nè. Ừ. Nhưng mà tôi biết chắc là từ cái năm 30 đến 50 sức khỏe tôi rất khác. Mà tôi chỉ còn là đúng 20 năm nữa thôi. Tôi biết chắc luôn, với cái tình trạng của tôi biết tôi chỉ còn là đúng 20 năm. Mà 20 năm nó mỗi lúc nó đang tệ dần, các vị biết không? Bây giờ tôi có nhiều cái đau kỳ đó nữa. Tôi, có lúc tôi cũng mơ có một cái chỗ nào mà có y bác sĩ cho nhiều để mình nghe trục trặc á. Đó họ câu dùm cho để lo quá. Nó đau lạ lắm, 50 năm trời mà nó đâu có đau kỳ cục, nó đau mà không có nhiều, nó đau nhói như vậy khoảng chừng một buổi sáng vậy đó. Có đêm nó đau ngủ không được, nhưng mà tôi sức giàu rồi tôi lại cái túi nóng tôi chườm trên bụng nó thì nếu mà đau hơn nữa đó thì có lẽ phải đi cấp cứu, nhưng mà không, nó đau rim rim vậy đó, rồi khoảng chừng tôi ngủ quên thì thôi và nó quên luôn, mấy tháng sau nó làm lại một lần nữa. Tôi kể cho bà con nghe chuyện đó để bà con thấy rằng bà con luôn luôn có rất là nhiều, có rất là nhiều cái chuyện để mình bận tâm, rất là nhiều chuyện để mình bận tâm, chứ không phải là ba cái mà mình đang sở hữu đâu nha. Cái nó sở hữu nó có đáng gì hết. Mà tôi nói về chuyện chánh tính mà tôi đi xa một vòng lớp để cho bà con thấy là hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng với những thứ mà mình cho là mình đang có. Đó, nội dung của cái bài giảng này là một câu đó thôi. Nội dung của bài giảng chánh tính và cuồng tính, mê tính chỉ có một cái đó. Tôi gom nguyên nội dung còn một câu thôi. Hãy cẩn thận với những thứ mà mình nghĩ rằng mình có hoặc nó là của mình, từ tinh thần tới vật chất. Hiểu được cái này thì tự nhiên mình có chánh tính. Đó, bây giờ nói về vật chất từ nãy giờ tôi nói rồi. Cái tấm thân này, sức khỏe này, tuổi trẻ này, mình nói là của mình. Thật ra mình mất nó dễ ẹt, mất nó rất là dễ. Một cái tai nạn, một cái bạo bệnh nó sẽ đến là mất sạch nha, mất sạch. Còn đó là nói về vật chất, còn nói về tinh thần, nói về tâm linh đó. Cái biết của chúng ta là một cái gì đó cần xác lại. Do cái não trạng, thể trạng là sức khỏe đó. Não trạng là suy nghĩ của mình. Cái não trạng nó gồm có hai, đó là cái khả năng suy tư bẩm sinh mà cộng với kiến thức học đường nha. Hai cái khả năng suy tư bẩm sinh, kiến thức học đường và những cái vay mượn từ xã hội, từ giao tiếp, chúng ta mới có được cái gọi là khả năng suy tư, khả năng kiến thức. Thì cái đó phải xét lại, là bởi vì hôm qua nó là A mà hôm nay có thể nó là B, hôm qua nó là màu trắng, bữa nay nó có thể nó là màu xám. Cho nên một cái người mà tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn với cái kiến thức của bằng cấp của mình, nó không có gì bậy cho bằng cấp. Bởi vì đời sống nó là một dòng chảy, nó luôn luôn đi tới, mà mình cứ dậm chân, mình cứ gọi là tưởng tiếc về quá khứ, mình nhìn về mình bằng ấn tượng quá khứ, rất là nghèo, vì biết không. Cái thứ hai, từ đức hạnh, kiến thức, tiếng tâm, quyền lực, tình cảm nha. Đức hạnh, kiến thức, tiếng tâm, tình cảm, chức vụ, uy tín, tất cả những cái đó trong cái định nghĩa của Đức Phật đó nha, chứ không phải là tôi phải nói thành lời tôi Đức Phật đó. Ngày dạy nó mấy cái đó giống như đúng phân vậy đó, tức là con dồi á, đối với nó đúng phân là tất cả là vũ trụ, là trời đất, là thiên hạ, là càn khôn, không? Thì đối với phàm phu mình, nó mình có cái gì là mình chìm sâu ở trong đó, mình coi nó là tất cả. Nhưng mà
chính mình đặt niềm tin vào vật chất đó là một cái ngu khác. Mình đặt niềm tin vào những giá trị tinh thần của mình cho nó là hằng số bất biến, và cũng là một cái sai. Đấy. Là bởi vì tôi nói rồi, bữa nay nói như vậy, ngày mai nói khác. Tôi đã thường nói một câu rất dễ bị người ta ghét, đó là tất cả những học thuyết, những lý thuyết, những đường lối chính trị đều là những giải pháp tạm thời. Không có gì ngu xuẩn cho bằng cắm đầu gục mặt theo đuổi một cái học thuyết cũ xì, lỗi thời, cổ lũ sĩ, không còn chỗ dùng nữa. Khi mà cái nhịp sống của thế giới nó thay đổi không ngừng, cái tình trạng thế giới nó thay đổi không ngừng, và những cái vấn đề nảy sinh cho thế giới nó cũng tăng lên không ngừng, và cái giải pháp cho những vấn đề mới ấy bắt buộc nó cũng phải mới theo. Đằng này chúng ta ôm một mớ công thức cũ xì để giải quyết những vấn đề ngày một mới, thì cái đó nó cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên mình phải có cái khả năng, phải có cái gan, phải có cái gan để có cái khả năng quan sát lại, để đặt vấn đề, đặt vấn đề lại trên những thứ mà mình nghĩ rằng mình có hoặc nó là của mình. Cái chánh tính là gì? Không có tin tưởng khư khư, không có khư khư chắc chắc dầu đó là tam bảo. Mình tưởng rằng mình là Phật tử, mình hết lòng thờ Phật, như vậy là mình đã là một người Phật tử đúng nghĩa. Sai. Sai chỗ nào? Mình đã hiểu gì về Đức Phật mà mình tin? Hôm qua mình hiểu về Phật khác, bữa nay mình hiểu về Ngài khác. Ngài giống như mặt trời, Ngài giống như biển cả. Mình chỉ là một đứa bé chơi gì cát, gì vội, gọi là nghịch cát, chơi vỏ sò trên bờ biển. Cái mình hiểu về về biển không có được nhiều lắm đâu quý vị nha. Mà đôi khi đứa bé có cái gì dạy thờ cho bằng, nó coi cái nắm vỏ sò vỏ ốc là tất cả. Có cái gì bậy bằng cái đó. Nó còn nít thì nói gì. Nhưng đối với một người lớn không thể nào như vậy. Một cái lâu đài cát mà mình dày công mình xây ngoài biển trong gần 1-2 giờ đồng hồ, khi mà thủy triều nó lên thì tất cả bị cuốn phăng. Cái biết của mình về biển không bao nhiêu, mà mình lại không màng nó, mà mình lại cứ lo cắm đầu đi lượm vỏ ốc, cắm đầu mình đi làm cái lâu đài cát, thì toàn bộ cái gọi là sự nghiệp, kể cả cái thế nghiệp và đạo nghiệp của một người đó, nó cũng không nằm ngoài cái chuyện mà đi lượm vỏ sò vỏ ốc, hay là cái chuyện mà xây dựng cái lâu đài cát đó. Cái chánh tính là cái khả năng tin vào một cái vấn đề mà dựa trên hai cái nền tảng sau đây. Thứ nhất, mọi thứ ở đời do duyên mà có. Thứ hai, cái gì đã có thì phải mất. Hai nguyên tắc này đó, nó giúp cho mình đứng ngoài tất cả mọi biên kiến cực đoan, mọi cái chấp thủ, mọi cái nhìn phiến diện một chiều. Có người cả đời chỉ biết đi một lề phải hoặc lề trái mà, người không có khả năng phản biện và tự vấn. Đấy. Thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà hãy nhớ công thức, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Do duyên mà có nghĩa là sao? Có nghĩa là do các điều kiện mà mọi sự có mặt. Mà điều kiện là gì? Là những cái tác động, mà tác động từ nhiều nguồn, lúc dày lúc khác. Nói về vật lý, nói về vật chất, thì nắng, gió, mưa, sương, đó là cũng là những điều kiện. Đấy. Muốn cho một cái cọng cỏ, một cái cọng rêu mà nó phát triển, nó cần đến vô số điều kiện. Đấy. Và vì quá nhiều cái điều kiện tác động, cho nên có những lúc cái cọng rêu ở đây nó không giống cái cọng rêu ở đằng kia. Không có gì bậy cho bằng khi có một cọng rêu nào đó, nó nghĩ nó là tâm điểm, là cái rúng của vũ trụ, mà nó không hề biết là nó chỉ là một cọng rêu trong trời đất. Và cái điều kiện nó tạo nên cọng rêu ấy, nó có nhiều lắm. Cái điều kiện nó nhiều lắm, chứ còn thiếu thì một hai cái điều kiện thôi. Thế giới nước ít quá là rêu nó lên nổi. Nào, nước ít quá, nó tối thiểu nó phải có một lượng nước nào đó, chừng mực nào đó thì rêu nó mới lên được. Đấy, thì có người cũng vậy. Những thứ mình cho là của mình thấy nó ghê gớm, mình hình dung ra nó to tát, nó vĩ đại, nó hoành tráng, nó nguy nga, nó tráng lệ, nó đáng kể, đáng tự hào. Thật ra, nó chỉ là do các duyên tụ hợp mà có. Duyên tụ thì sự thành, mà duyên tán thì sự nó cũng vong. À, duyên tụ sự thành, mà duyên tán sự vong. Có nghĩa là duyên nó đủ rồi thì mọi sự nó thành tựu, mà thiếu một tí duyên thôi là cũng không thành. Cái vị biết á, mình có một cái đứa bé, một đứa con ngoan, mình cứ tưởng rằng thì tôi ngon lành, thì con tôi ngon lành. Sai, sai, sai bét.
Mình cứ tự hào là tôi ngon đẹp trai học giỏi thì con tôi cũng phải học trai đời đẹp trai học giỏi. Sai, sai bé. Bà xã mình là người như thế nào? Mình quên tính cái vụ đó. Bà xã mình á, bà là người như thế nào? Bà mà eo ụt thì trên đứa con cũng có mấy chục phần trăm của bà. Nhiều khi nó còn bị dính một hai thứ bệnh mà bệnh di truyền từ bà nữa. Dạ. Đó. Thứ hai là trong thời gian mà có mang đó, là đi đứng ăn uống sinh hoạt thuốc men kể cả tâm lý cũng phải được chăm sóc. Đấy. À, trượt giỏ chuối một cái là hết phim, game over nha. Cho nên là phải chăm sóc. Trước hết là bà xã phải là người ok, rồi trong thời gian dưỡng thai cũng phải ok, rồi sanh ra nó phải nuôi dạy nó từng ly từng tí. Nó cứ thọ tai dỗ điện hoài cũng mệt, không? Nó có nó chơi nhiều cái trò nguy hiểm cũng mệt. Đấy. Cứ ráng nuôi vừa dạy cho nó đến cái năm nó lấy xong cái trung học, nó vào đại học, không? Rồi các vị tưởng tượng suốt 18 năm trời, từ 1 cho tới năm 18 tuổi, bao nhiêu chuyện xảy ra cho nó mà nó phải qua được hết. Nó giống như cầu thủ giỏi trên sông, trên sân vậy đó. Nó phải qua được bao nhiêu cầu thủ khác nó mới đưa banh được vào gôn được, không? Thì ở đây cũng vậy. Một cái người mà muốn sống được tới năm 18 tuổi là họ đã phải trải qua bao nhiêu thứ trở ngại, mà mình có những cái mình thấy và có những cái mình không thấy. Đấy, mà mình biết, mình tưởng là mình ngon nhưng mà không. Có đứa bé đó, nó sống được tới năm 18 tuổi là nó đã gọi là nhờ rất nhiều yếu tố, rất nhiều điều kiện, rất nhiều hỗ trợ từ nhiều nguồn, nhiều phía, nhiều người nơi để mà nó có thể nó sống được tới năm 18 tuổi. Rồi thêm mấy năm đại học thì bao nhiêu điều kiện từ gia đình, rồi xã hội, bè bạn, rồi sức khỏe bản thân, rồi thời tiết, khí hậu, kể cả tình hình chính trị, tình hình kinh tế thế giới, tất cả hùng góp lại để nuôi một đứa bé trưởng thành. Tôi biết tôi nói là nhiều người trong room này cái đầu bơ quá không hiểu. Các vị có hiểu tôi nói không? Để nuôi dạy một đứa bé đó, mình còn cần đến tình hình chính trị, tình hình kinh tế của cả thế giới nữa. Chứ đừng có nói là không liên quan, có liên quan. Ví dụ như bây giờ mà có nổ được cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn, nổ ra cuộc chiến tranh Mỹ và Trung Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc, ví dụ như nổ được cuộc chiến tranh, thì các vị coi cái stock, cái chứng khoán nó tụt và bao nhiêu hàng hóa bị ảnh hưởng theo. Thì lúc bây giờ một cái người dân gọi là vô danh có bị ảnh hưởng hay không? Đương nhiên là có, đương nhiên là có. Các vị biết tôi có mấy cuốn sách nhờ bên Việt Nam gửi qua mình bị dính cái vụ Covid-19 kẹt cứng. Tôi muốn về Calama mà đâu có được. Đó, bây giờ nó đóng cửa tùm lum, ai dám đi. Rồi ngay cả bên Mỹ cũng vậy. Bên Mỹ thì ông cảnh sát ngang da trắng đè chết cái ông da đen, rồi từ đó nó đi biểu tình, nó bạo lực tùm lum. Các vị coi một cái chuyện nhỏ xíu như vậy thôi. Đó, rồi bây giờ là làm cho nước Mỹ đại loạn. Cho nên mọi thứ do duyên mà có, mà cái duyên đó có thể là từ một cái cớ rất là nhỏ. Thí dụ như ông cảnh sát da trắng, có lẽ một phần ông có ghét da đen, có một tí ác cảm, mà cộng với lúc đó ông kia chắc cũng là cù nhây sao những vật, mà ông không có ngờ, đè giọng niệm chết. Đó, tôi nghĩ là lý do đơn giản vậy thôi, chứ tôi không nghĩ là cố sát đâu. Nhưng mà mọi thứ một chút ác cảm với một chút, rồi ông da đen này thì ghét, rồi một chút nữa là ông này ông đản trí, ông quên. Lúc đó ông lo nghĩ cái gì đó mà ông đè ông kia. Thí dụ như vậy, một chút rồi cộng với chút xíu nhẫn tâm nữa, thì ông kia có nói là tôi thở không được, mà ông làm lơ, ông để ông kia đi luôn. Đấy. Cho nên khi mình hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có, thì trong kinh nói đó, mình hiểu được như vậy là mình bỏ được cái đoạn kiến. Bởi đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết. Thì khi mà mình hiểu được mọi thứ do duyên mà có đó, thì mình cũng hiểu thêm không thể nào chết là hết. Nếu cái duyên sinh tử vẫn còn đó, nếu duyên sinh tử còn đó thì không thể nào rồi chết là hết. Rồi cái câu thứ hai, đã có rồi phải mất. Cái công thức hai này nè, nó lại giúp cho mình trừ được cái thường kiến. Bởi vì thường kiến là cái niềm tin vào một cái tôi, một cái gì đó vĩnh hằng, vĩnh cửu, tồn tại mấy chục năm của kiếp này và có thể tiếp tục lăn trôi luân hồi qua những kiếp khác. Nhưng mà theo trong giáo pháp nhà Phật thì không. Trong giáo lý A Di Đà không có cái chuyện mà một cái gì đó, một cá nhân nào đó mà tồn tại là từ đời này sang kiếp khác. Mà chúng ta là một cái ngọn lửa, cái gì biết không? Mình nói theo tiếng Anh hay là tiếng Đức
tiếng Pháp. Nếu cái ngôn ngữ mà có chia đó, thì một ngọn lửa, không? Từ chữ lửa thì rõ ràng nó là số ít, flame là số ít, không? Nhưng mà thật ra đó, trong giáo pháp nhà Phật không có cái gì là một hết. Cái mà mình gọi là ngọn lửa đó, thật ra trong đó nó vô số điều kiện trong đó. À, nó vô số điều kiện, cái oxy nó phải bị đốt cháy thì nó mới ra lửa. Và cái quá trình tiêu thụ năng lượng, quá trình mà đốt cháy cái oxy đó, nó phải diễn ra liên tục với tất cả, với rất nhiều cái phản ứng hóa học ở trong đó để nó duy trì ngọn lửa, duy trì cái mình gọi là một ngọn lửa. Thì thật ra đó không có gì là một hết, nó là một cái process, một cái tiến trình, nó một cái quy trình nó diễn ra, của cái quy trình hóa học nó diễn ra để mà nó duy trì cái mà ta gọi là ngọn lửa này. Hoặc là mình nói là một giọt nước, drop of water, đúng. Thì một giọt nước thì nó là số ít, nhưng mà trong thực tế nó không có cái gì là một giọt nước hết, mà nó là một cái sự hợp mặt của rất là nhiều cái nguyên tố hóa học ở trong đó nha. Cho nên khi mình nói mọi thứ do duyên mà có là mình đã bỏ được cái đoạn kiến, có rồi phải mất là mình bỏ được cái thường kiến. Thường kiến là cho rằng có một cái gì đó đơn thuần, bất đơn thuần, cá nhân, cá biệt, không có. Ở trong từ điển Phật giáo không hề có cái gì gọi là một, cũng không hề có cái chữ khuya hay là cái chữ massive hay là chữ solid. Nhớ nha, trong Phật pháp không hề có cái gì mà không bao giờ có ba chữ đó trong từ điển Phật pháp. Không có chữ solid, không có massive, cũng không có cái khuya, không có gì là khuya hết, tất cả là mix, mixing, tất cả là sự pha trộn. Mà nó đã mixing mà nó vừa là transition mà nó vừa là composition, tất cả là sự ráp nối và rất là giả tạm. Do giả hợp cho nên mọi thứ là giả tạm. Phải hiểu như vậy đó thì mình mới có được chánh tính. Hiểu được như vậy, chẳng những buông được những cái sở hữu thế tục mà mình còn thanh thản tu hành với một cái tâm thái, cái tâm thái buông bỏ. Ngày xưa ôm giữ những giá trị vật chất, bây giờ tiếp tục ôm giữ những giá trị tinh thần là sai. Mình phải tu bằng một cái tâm thái thanh thản. Hãy nhớ rằng tất cả công đức, tất cả phước báo, tất cả hạnh lành, nó chỉ là chiếc bè qua sông, nó chỉ là những viên thuốc chữa bệnh. Đức Phật là người đã lành bệnh trước mình, Ngài mới đem cái kinh nghiệm chữa bệnh đó, Ngài truyền lại cho mình. Mình thờ Phật là vì mình thờ những cái bài thuốc mà mình dạy cho mình, mình cảm ơn cái bài thuốc mà Ngài cho mình. Chứ mình không thể thờ Phật như là thờ một ông thần. Mình không thể nào mình chụp hình cái viên thuốc hoặc chụp hình cái thầy thuốc mình treo lên tường rồi mình quỳ mình lạy rồi xin hết bệnh là sai. Mà mình phải hiểu rằng cái ông thầy thuốc đó, ông dạy mình cái gì, ông cho mình những loại thuốc gì, ông hướng dẫn mình nên ăn uống sinh hoạt kiêng khem ra sao, liều lượng thuốc men lúc tăng lúc giảm thế nào, ngày mấy viên rồi uống mấy lần đó. Cái ơn là ơn chỗ đó, chứ còn mình chụp hình viên thuốc mình treo lên tường, giống như bây giờ trong nhà có miếng cuốn kinh mà không tìm hiểu, không hành trì, thì giống như mình chụp hình mấy cái viên thuốc mà Tifomicin hoặc là Ampicillin đeo nhách vậy vậy. Còn mà Đức Phật á, khi mình không có hiểu được giáo pháp của Ngài mà mình thờ Ngài cũng giống như mình chụp hình bác sĩ thì mình máng lên từ để mong hết bệnh nha. Đức Phật là một bác sĩ, lời dạy của Ngài là những viên thuốc, thì mình hợp trong bác sĩ đó thì mình mới theo ổng. Nhưng mà theo đây có nghĩa là mình lắng nghe và làm đúng lời ổng, chứ theo đây không có phải là ổng dọn nhà đi đâu mình cũng tò mò đi sau lưng đó, là sai. Mình treo hình ổng trong nhà mình để mà hủ, để mà nhìn cho nó hết bệnh là sai. Cái đó là tà tính, là cuồng tính, là mê tính. Này, tin Phật pháp là phải hiểu lời Phật đó. Vì mình hiểu đúng cho nên mình mới gọi là tin đúng. Vì mình hiểu được cái điều mình tin cho nên mình mới tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn cái người mà không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên mình cũng không có tin lắm cái điều mình hiểu. Nhớ nha, đó là điểm khác biệt giữa phàm và thánh. Thánh nhân là hiểu rõ điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu là không hiểu lắm điều mình tin nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Mà ngay trong cái đời sống tình cảm, gia đình cũng vậy, hôn nhân cũng vậy, mình không hiểu lắm cái người mình thương thì làm sao mình có thể thương chết bỏ cái người mình chưa hiểu lắm, khó lắm nha.
đó là chuyện gia đình đó, chuyện thế gian đó nha. Mình hiểu rất rõ cái người chồng, người vợ của mình, cho nên mình mới có thể mình tin tưởng và yêu thương hết mình. Còn năm nay khi mình không hiểu lắm thì cái tình cảm nó cũng có vấn đề. À, tình cảm nó có vấn đề. Ví dụ như mình nghe người ta nói là bà xã, ông xã mình ngoại tình. Nếu mình hiểu ổng, mình tin, mình hiểu ổng đúng, mình tin ổng đúng thì mình tỉnh bơ. Còn cái đằng này là mình nói mình hiểu, thật ra đó, là nó có cái góc tối mà mình không hiểu tới. Mà khi mình không hiểu tới đó, thì cái niềm tin nó cũng có vấn đề. Và cái khả năng ngoại tình rất lớn. Khả năng ngoại tình rất lớn. Mặc dù bây giờ là coi như là cơm lành cánh ngọt, nhưng mà cái khả năng ngoại tình rất lớn là bởi vì mình hiểu người kia không có nhiều lắm, hoặc là hiểu theo cái hướng tiêu cực á. Mình dễ buồn nhau. Cho nên anh nhớ rằng đến với Phật Pháp mà nếu đến dễ quá, đến trong cái nỗi niềm thơ ngây đơn giản quá, thì mai này mình cũng sẽ lìa bỏ Phật Pháp một cách rất là dễ dàng. Đấy. Mình mất thời gian mình tìm hiểu nhau thiệt là lâu, rồi xác định thật kỹ trước khi mình cưới nhau, thì hy vọng cuộc hôn nhân nó mới kéo dài. Còn đằng này mình mới quen nhau ba bữa là trầu cao giọng ngỏ. Thứ đó mà rước về thì ba bữa lại bỏ nhau. Ba bữa bỏ nhau. Tôi nhớ một ông nhà văn Anh, trong một bữa tiệc, ông nổi tiếng lắm, ông rất là nổi tiếng. Thì có một đến hồi như hình như là một cặp nó show, bên nó show được phải. Ông đến một cái buổi tiệc thì có một nhà văn trẻ tới chào ông, rồi hỏi ông chứ một ngày ông viết được mấy trang. Cái ông nói vô chừng lắm. Có những khi một ngày viết mấy chục, có khi cả tháng vậy nè, viết được trang nào hết. Thì cái cậu thanh niên kia, cậu nói cháu cũng viết văn, nhưng mà cháu nghe cháu rất là ngạc nhiên. Một cái chuyện mà bác một ngày viết mấy chục trang đó thì cháu vẫn làm mỗi ngày. Nhưng mà sao mà bác nói cái gì đâu, có cả tháng mà không viết được trang nào. Cậu nói thì cũng lúc đó khó, lúc dễ, lúc khó chứ không phải đơn giản đâu. Cháu biết mà. Cái anh thanh niên nói không, cháu có trung bình là ngày viết mấy chục trang. Để em nói chính vì ngày viết mấy chục trang cho nên là mỗi trang nó sống, mấy chục trang nó sống được có một ngày. Tức nghĩa là viết xong rồi là coi như xong luôn, khép lại luôn. Đấy. Người ta phải viết như thế nào đó để cho nó sống đời được nha. Ở đây cũng vậy. Khi mình hiểu nhau một cách quá sơ sài, mình đầu tư quá sơ sài, thì mình cũng buông nhau một cách rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Thì mình đến với Phật Pháp, tôi nhắc lại, mình không có phải, vấn đề tôi nói đây không phải là mình cuồng tín, mình thờ Phật kiểu bán mạng, mà đôi khi mình không hiểu ngài, không phải. Mà phải thờ Phật bằng cái tấm lòng cảm kích. Mà tại sao cảm kích? Là vì mình cảm kích hai điều. Cái điều thứ nhất, ngài làm được cái điều mà mình làm không được. Cái cảm kích thứ hai, những điều mà ngài làm đã giúp cho mình quá nhiều. Tôi lại Phật rồi tôi nhớ nó hai cái đó. Cái lại thứ nhất là ngài làm được những cái chuyện mà con không làm nổi. Và cái lại thứ hai là những chuyện ngài làm nó toàn là cho chúng sinh không, trong đó có con. Trong đó có con. Con lại ngài cái nữa. Không? Cái lại một là ngài làm những chuyện con làm không nổi. Rồi cái lại thứ hai, những cái chuyện đó là những chuyện có lợi cho chúng sinh. Trong khi ngoài đời có nhiều tên nó cũng làm những cái chuyện mà tôi làm không nổi, nhưng mà tôi không có cảm kích. Là vì sao? Nó vì nó làm cái chuyện hại người. Như nó ôm bơm tự sát, rồi nó cướp máy bay, rồi nó đâm máy bay xuống đất để cho chết, để gây áp lực chính trị tùm lum đó. Tôi không dám làm, nhưng mà tôi không có cảm kích. Còn mấy cái tên mà đua xe làm hung thần xa lộ, làm anh hùng xa lộ đó, rồi lạng lách đánh võng lại đùa gì nguy hiểm. Cái đó tôi làm không được, nhưng mà tôi không có cảm kích, mà tôi không có kính nể nó. Mày cái đó đối tôi là chơi ngu, chứ còn cái đó đối với tôi nó không anh hùng, mà nó lại vô ích nữa. Tại sao không anh hùng? Anh hùng có nghĩa là anh dám coi thường cái nguy hiểm để mà anh giúp người á, đó mới là anh hùng. Còn anh này vì ham chơi mà anh liều mạng thôi, theo tôi đó là anh chơi ngu. Theo tôi, tôi định nghĩa cho anh hùng là khác. Anh hùng có nghĩa là dám chấp nhận cái hiểm nguy, đối mặt gian truân để mà giúp người. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái kẻ thế cô bị hài hiếp, mà mình không có giỏi nghề, mà mình dám nhào ra đó, để mà mình đỡ đòn đó. Cái đó mà anh hùng.
giữa cái lúc nguy hiểm mà mình dám hy sinh bản thân để mà gánh vác cái hiểm nạn cho đời, các anh em hùng. Còn cái chuyện mà coi như là đua xe lạng lách rồi chơi trò nguy hiểm cưa bơm rồi lấy lựu đạn bỏ ly nước chanh lắc lắc thì cái đó tôi nghĩ thằng dài gan này có gan đó, nhưng mà cái đó đối tượng anh hùng này mà sử dĩ được Phật này được gọi là bậc đại hùng là vì hai lý do, là một là người làm cái điều mà người ta không dám làm, mà cái điều đó lại là điều lành, điều thiện nha, chứ không phải điều tào lao. Thứ hai, những cái chuyện người làm là đem lại lợi ích cho rất là nhiều chúng sinh đó, phải hiểu như vậy. Đó là nói về niềm tin đối với Phật. Mà khi mà mình mà tin Phật mình đúng thì tự nhiên niềm tin đối với Pháp nó cũng đúng theo. Khi Đức Phật là người như vậy thì những lời dạy của Ngài đương nhiên là tin được. Và khi có niềm tin nơi Phật thì đương nhiên có niềm tin nơi chánh Pháp. Mà khi có niềm tin nơi chánh Pháp là đương nhiên có niềm tin nơi Tăng Bảo. Bởi vì Tăng Bảo là cái người hành trì theo Phật, hành trì theo Pháp. Nhớ nha. Thì như vậy đó, mới niềm tin mới gọi là chánh tín. Còn đằng này đa phần người tới Việt Nam giáo lý thì không chịu học. Có tiền thì cúng tiền, có công thì cúng công. Chỉ vậy thôi, đa phần giáo lý thì e ngại cho rằng học hành giáo lý không phải là trách nhiệm của cư sĩ. Mà trong khi nó trên cái biển đời sanh tử luân hồi thì tăng ni cư sĩ giống nhau, vì đều là khách trầm luân hết. Tăng ni người phải bỏ thời gian ra tu học thì Phật tử cũng phải. Dĩ nhiên vì các vị còn có gia đình, còn có nhà cửa, vợ con thì các vị cũng phải dành thời giờ cho chuyện thời gian. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì mình phải có cái gan mà nói thiệt. Tôi biết nhưng mà cái đầu tôi nó ngu. Mình phải có gan mình nói như vậy. Chứ đừng có nói là tôi cư sĩ tôi có quyền. Sai. Bởi vì cái chuyện mà học hỏi giáo lý, học hỏi rồi ghi nhớ, tìm hiểu, hành trì, tất cả mọi người khách trầm luân đều phải giống nhau. Khi đã là bị trọng bệnh, bị tiểu đường, bị tim mạch thì dầu nam, phụ, lão, ấu, đàn ông, đàn bà, già, trẻ, đẹp, xấu, da trắng, da đen, da vàng đều phải chữa trị hết. Chứ mình không thể nói là tôi là đàn bà, tôi không cần chữa tiểu đường. Sai. Con nít bị tiểu đường cũng phải chữa. Thanh niên bị tiểu đường cũng phải chữa. Trung niên bị tiểu đường cũng phải chữa. Đàn bà bị tiểu đường cũng phải chữa, bé gái, thiếu nữ bị tiểu đường đều phải chữa. Chứ mình không thể nào mình nói đó là tôi là đàn bà, tôi là thiếu nữ, tôi là bé gái, tôi không cần bị sai. Thì đây cũng vậy. Đã nói là phàm phu thì cái bệnh phiền não, cái thảm cảnh luân hồi giống nhau. Chẳng qua là vì mình không có khả năng xuất gia. Thì mình mê đời thì mình nói thiệt là mình mê. Chứ mình đừng cứ ngồi nói dốc, mình nói là tại hoàn cảnh đó là sai. Bởi vì là theo tinh thần Phật Pháp thì cả tăng ni Phật tử chỉ khác nhau có cái đầu thôi, mái tóc. Chứ còn mà cái nội dung tu hành là cái trách nhiệm đối với bản thân bắt buộc phải giống nhau. Mà dĩ nhiên khi anh khoác áo thì anh có những cái trách nhiệm gần như là bắt buộc. Anh phải làm những chuyện dành cho cái đám mà không tóc. Còn anh có tóc thì anh có quyền thoải mái hơn, nhưng mà đó là trên mặt hành chánh. Chỉ trên cái mặt là bản thể vấn đề, nội dung vấn đề mà nói rốt ráo thì đã là tiểu đường thì không có đàn ông, đàn bà, con nít, người lớn gì hết. Hễ tiểu đường là cứ đè ra uống mét phim ngày ngàn. Hạn chế ăn đồ ngọt, hạn chế ăn tối ăn khuya, hạn chế ăn tinh bột, ăn nhiều cái đồ có fiber, thường xuyên là chạy bộ thể thao, uống nhiều nước, ví dụ như vậy. Chứ còn mà không có thể nào mà nói rằng là nam, tôi là nam, tôi không cần chữa, tôi là nữ, tôi cần chữa là sai. Cái đó là tà tính. Nếu mà nói theo Phật Pháp thì ở đây cũng vậy. Có nhiều cái thứ tà kiến mà mình không có ngờ. Tin rằng có một cái linh hồn, có một cái tôi nó đi từ đời này qua kiếp khác, từ năm này qua năm khác. Thằng Tèo 3 tuổi chính là thằng Tèo 90 tuổi. Sai. Năm 28 tới 82 chỉ là một người. Hiểu như vậy đó là tà kiến. Mà mình phải hiểu rằng mình là một dòng chảy của một con nước lớn rồng. Nó là một con nước, thật ra bao nhiêu cái thành tố hóa học trong đó nó đều thay đổi, vận hành theo một cái process. Cho nên đã nói dòng nước, nói từ ngôn ngữ thì nó là số ít. Nhưng trong thực tế không có cái gì là dòng, là một dòng nước, mà nó là một cái sự tổng hợp của vô số hóa chất ở trong đó. Này,
phải nhớ cái đó. Cho nên ở đây hãy nhớ rằng đó là hành giả tu tứ niệm xứ là thấy rõ cái điều này lắm. Hành giả phải nhớ cái đó, thấy rõ rằng mình là một cái dòng chảy, mà nếu mình tin rằng có một cái thằng tèo mà nó đi từ lúc này qua lúc khác, đó là tà kiến, đó là thường kiến. Cái tài kiến thứ hai cho rằng nó là mình không cần thiết phải chịu trách nhiệm về những gì thiện ác mình làm, bởi vì chết rồi là hết, đó cũng là một cái tài kiến. Còn trường hợp thứ ba, cái trường hợp thứ ba thì bà con dễ bị dính lắm, mình không tự nhận mình là người đoạn kiến, không có dám mạnh miệng nói là chết rồi là hết, nhưng cái điều không tin lắm, không tin lắm. Rồi không có tin, không có dám nhận, không có nhận mình, không có tự nhận mình là tin có thiên đàng, tin có thượng đế. Nhưng mà trong bụng nó ngầm ngầm, nó cũng có một cái chỗ trống cho cái niềm tin đó. Sẵn sàng tin, có một cái đấng cao xanh vời vợi nào ở trên, sắp xếp mọi sự cho muôn loài, muôn vật. Lén lén, như tôi có biết nhiều cụ tới tuổi này, tới năm 2020, mà các cụ vẫn còn có một niềm tin rất là mơ hồ, rất là thơ ngay về vấn đề sanh tử. Các cụ hiểu chết rồi là trở về với ông bà, gặp lại hết những người quen như ba má anh chị đã mất á, sẽ gặp lại nhau ở âm phủ, ở cụ tuyền chính suối, gặp nhau ở cái chỗ nào đó, mà ở chỗ nào thì họ không biết, mà họ cứ tin mơ hồ vậy đó, tin là chết không có gì đáng sợ hết, chắc là sẽ trở về để mà họ đoàn tụ với những người thân quen thân thương. Và có người thì đơn giản hơn, nghĩ chết rồi là hết, giống như cây chuối cọng cỏ vậy đó, chết rồi đổ gục trên đất thì cái cây cái cọng cỏ mà nó mục rồi thì thôi, cái gì về đất được thì vất về đất, cái gì về nước được thì về nước, cái gì bốc hơi được thì bốc hơi, xong coi như trả hết món nợ trần sau một thời rong ruổi vui chơi trên mặt đất hoang vu này. Đấy. Nhưng mà có những người thì họ lại tin tưởng rằng đằng sau cái chết đó là có một sự dung rủi tiếp tục. Đó. Và cái đoạn kiến nó có hai trường hợp, đoạn kiến cố định và bất định. Cố định là mấy người mà tin khư, tin chắc là chết rồi là hết. Nhưng có những người mà đoạn kiến bất định là sao? Có nghĩa là do khuynh hướng tâm lý, do bối cảnh gia đình, bối cảnh học đường, bối cảnh xã hội. Họ cũng ngờ ngợ, họ nghĩ rằng chết rồi là hết, nhưng mà họ cũng có ngờ ngợ biết đâu, còn có là cái biết đâu nữa, thì cái đó gọi là đoạn kiến bất định. Rồi cái thường kiến cũng vậy, thường kiến nó có thường kiến cố định và bất định. Thường kiến cố định lên là cho rằng có một cái tôi nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng mà cái loại thường kiến bất định này có nghĩa là một là nó pha với thường pha với đoạn, còn đoạn thứ hai nó là thường kiến mà nó thỉnh thoảng có pha với chánh kiến. Cái pha là sao? Phải hiểu rõ pha đây, không phải là hai thứ nó cộng chung, mà pha là vậy. Có lúc thì mình tin rằng có một cái tôi nó đi từ lúc này qua lúc khác, có một cái thằng tèo nó đi từ năm 27 lên tới 72. Đó là thường kiến. Nhưng khi mình học được giáo pháp, mình hiểu rằng cái sau tiếp nối cái trước, cái sau có thể giống cái trước nhưng không phải là cái trước. Hột xoài này đem trồng xuống đất, nó sẽ cho ra một cây xoài, trên cây xoài ấy lại có trái. Cái trái xoài của 10 năm sau nó không phải là cái trái xoài của hôm nay, nhưng nó được tạo ra bởi trái xoài của hôm nay. Biết không, hiểu không? Trái mình ăn xoài mình liền xuống đất thì 10 năm sau mình lại có một cây xoài, có một cái trái xoài để mình ăn. Thì cái trái xoài của 10 năm sau nó không phải là trái xoài của hôm nay, nhưng nó được tạo ra bởi trái xoài của hôm nay. Thì luân hồi cũng vậy. Những gì mình làm trong kiếp này mình tên là Nguyễn Văn Tèo. Thì những cái thiện ác mình làm bây giờ nè, thì đời khi mình tắt thở mình sẽ đi về một cảnh giới khác, mình là một con người. Mình nói là mình cho dễ hiểu, thật ra là cái con người đó được tạo ra bởi thiện ác của đời này. Chứ nó không phải là mình đi lại đó, để không phải là mình đầu thai qua đó, không phải. Nhiều người hiểu lầm, họ tưởng đầu thai nghĩa là có một thằng tèo nó từ cái thân người nó xuống nó làm con chó, rồi mai mốt nó từ con chó rồi đó lại làm con heo, rồi từ con heo nó trèo lên nó làm con người, không phải. Mà chính vì thân người này nè mình tạo ra thiện ác, chính cái thiện ác đó nó tạo ra cái một cái con heo để mà nó trải nghiệm gọi là hưởng phúc.
Rồi con heo đó trong suốt thời gian nó làm heo, nó tiếp tục nó tạo thiện tạo ác gì đó, nó lại tiếp tục nó tạo ra một cái con chó đó, cứ như vậy. Thì cái sự tiếp nối này được tiếng Phạn gọi là santana continuum, sự tiếp nối nha. Santana, sự tiếp nối. Thì cái sau không phải là cái trước, mà nó là cái thành quả được tạo ra bởi cái trước. Nhớ cái này, hiểu được như vậy mới là chánh kiến nha. Và tôi nói đi nó lại một điều hoài, đó là đừng có gọi là hãy nhìn lại, đừng chấp chặt, mà hãy biết nhìn lại những gì mình đang có, đang sở hữu. Hãy nhìn lại để hiểu rằng nó do duyên mà nó đến, rồi nó cũng do duyên mà nó đi. Và nhớ cái đó, không hiểu được cái này nè, rất dễ đi đến những ngộ nhận, rất dễ dẫn đến những ngộ nhận. Thấy rằng tài sản này, tình cảm này, uy tín này, tiền bạc này là của tôi. Khi mình sống mà có tâm niệm đó, cái chết ập đến là chịu không nổi, trở tay không kịp. Tôi biết, tôi cho tôi nói hết ruột của tôi. Trong room này nè, có nhiều người chửi tôi không tiếc lời. Chẳng hạn cái cô Hoàng Hoa Lâm vậy, tôi xin này, tại sao ghét của tụi mình. Nhưng mà tôi xin nhắc riêng có một điều thế này. Các vị xem tôi là ai cũng được, nhưng mà các vị phải biết tự thương các vị. Những điều tôi nói trưa nay là dành cho mấy người mà sắp chết. À, bởi vì bây giờ các vị còn khỏe, các vị còn khỏe lắm. Các vị còn khỏe thì các vị còn ở không để mà triết lý văn chương rồi tôn giáo chính trị kinh tế xã hội. Nhưng mà hãy tin lời Phật đi, mình có thể đi bất cứ lúc nào. Và cái câu này các vị nên ngay bây giờ, bên đó đang là khuya rồi, phải sáng mai nên đi cái chỗ tattoo xăm cái câu này. Phải xăm lên người, coi chỗ nào xăm được thì xăm. Hành lý càng ít thì đi càng nhanh. Cái câu là thích xăm thì xăm, nhưng mà câu xa nó phải xăm. Nếu tự xét thấy mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông. Cái câu này bắt buộc phải xăm lên người nha, phải xăm. Phải xăm. Mai mốt có xăm thêm cái câu khác thì phải lựa chỗ khác, chứ không được xăm chồng, không được phá cái sao, không được ăn tattoo cái này nha. Cái câu này rất là quan trọng. Nếu thấy mà mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ. Vì sao? Vì chắc chắn sẽ có một ngày mình phải bỏ hết mà đi. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Không có gì nó kinh hoàng cho bằng cái chuyện nằm trên băng ca đẩy đi vào vùng mổ mà nhớ lại tiếc nuối những thứ bỏ lại đằng bên ngoài cửa bệnh viện. Kinh khủng lắm. Hôn mê thì không nói gì, mà cái thứ tỉnh táo mà nhớ tiếc, tiếc dòng vàng nữ trang, nhà cửa xe, ảnh con chào yêu đương, vợ chồng uy tín, xã hội tiếng tâm nơi này nơi kia, khổ lắm. Cho nên hạn chế. Tôi nhớ tôi có gặp được một vài người Phật tử, họ nói họ không có biết lý thuyết, nhưng mà về mặt thực hành họ đã làm đúng cái câu này. Sau nhiều năm tôi trở lại, họ mời về nhà thăm nhà, tôi bước vào nhà giật mình. Ngày xưa là thôi trên tường là tranh sơn mài, phúc lộc thọ tứ quý, mai lan cúc trúc, cô gái ba miền Nam Trung Bắc, áo dài áo tứ thân ngu tùm lum hết. Còn bây giờ vô nhà thấy trụ lũi rồi, đồ đặt dẹp hết. Cái tôi hỏi, vừa bước vô tôi sững người, tôi nói một hai vị tính về nhà hả? Tính về nhà đi đâu? Thì ông chồng hỏi sao xin hỏi vậy. Tôi nói cái nhà này rõ ràng là sắp dọn đi, chứ không thể nào mà nó trống trải như vậy được. Hồi xưa tôi vô nhà tôi nè, tôi đi tôi còn phải dắt té mà. Thì ông nói không, tuổi này tính rồi, càng lớn tuổi muốn cho nó trống thì nó khỏe. Thứ hai nữa, thôi mình còn tỉnh nữa chứ, mình buông bớt đi. Để mai mốt rồi tới hồi bệnh nằm yên rồi con cháu nó về nó cũng đem nó liền hết, lúc có đau lòng lắm. Còn bây giờ mình còn tỉnh thà, mình đích thân mình cầm mình cho đó cũng là phước. Còn mình không cho mình cái nào mình đem liền để mình liền mình cũng tức. Còn cái thứ mai mốt nằm yên mệt lắm. Thì tôi không dám khen, bởi vì khen họ hiểu lầm, nhưng trong bụng tôi đúng hai cái tên này đạt đạo. Đúng, hai cái tên này đã đạt đạo. Ở một chân mực nào đó hai tên này đạt đạo. Bởi vì
Khi mà anh không có khả năng mà anh buông bỏ thì anh hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Bởi vì sẽ có một ngày mà mình gọi là nằm lắc lắc trên giường, nói không ra tiếng, chỉ cứ ứa nước mắt. Tôi có tới tôi thăm bệnh mấy người, nói không được, miệng lại bên bên, mình cứ lắc, ứa nước mắt. Trời ơi, khổ lắm. Cho nên là bữa nay tôi nói về cái chánh tính và cái mê tính vậy đó, là phải hiểu rõ cái điều mình tin. Đấy, cho nên mình mới tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn khi mình không hiểu lắm cái điều mình tin đó, cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Mà cái đời sống mình nó có niềm tin nó khó sống lắm. Dù đó là cái niềm tin trong gia đình, hay là niềm tin trong chính trị, xã hội, hay là tôn giáo. Nhớ nha. À, bây giờ đã... Trời ơi! 1:40 rồi. À, ok, hẹn các vị thứ hai tuần sau. Chúc các vị một ngày vui, và cũng xin hứa rằng nội dung càng lúc nó sẽ càng nhức nhối hơn. Nhức nhối nghĩa là nhức đầu á. Còn mấy buổi đầu nữa cho con cái nền, và con cái nền để mà con hiểu tại sao mình phải đi học. Đó là đầu tiên. Tôi cái bản mà tôi nói cho người ta, tôi làm cho người ta những chuyện mà tôi muốn người ta làm cho tôi. Ví dụ như các vị muốn dạy tôi thuốc nam, các vị muốn dạy tôi chơi kiểng, trồng cây, các vị muốn dạy tôi thiêu thùa mai giá nấu ăn, thì ít nhất các vị cũng phải nói cho tôi biết là cái chuyện đó nó cần thiết thì tôi mới xin tôi học. Còn đằng này tự nhiên cái là nhào tới bắt tôi học nấu ăn, bắt tôi chân hoa thì tôi khó chịu lắm. Tôi phải biết tại sao mà tôi đi học lớp tiếng Nhật, tại sao mà tôi phải đi học xếp giấy, tại sao tôi phải học nấu ăn, tại sao tôi phải học trang trí nội thất. Ok, chúc các vị một đêm an lành và một đẹp hẹn lại. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, chúng con chào sư. Dạ. Dạ, kính thưa quý Phật tử, là quý vị nào mà có cái câu hỏi hay cái gì thắc mắc đó, xin quý vị về cái hộp thơ của anh Kiên đã làm cho quý vị và gửi trên Facebook của Kalama đó. Xin quý vị vào đó, và trong cái bài pháp thoại của sư đó thì quý vị vô cái chat đó, thì anh Kiên và nhóm bạn của Nhân đó có viết lại những cái câu mà trong bài giảng của sư đó, thì nên theo dõi và quý vị có thể chép lại ha quý vị ha. Rồi Nhân xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong thứ hai tuần sau. Dạ.